Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 76. Cậu chủ Kiếm gật đầu hài lòng, tôi muốn đến xem để được mở rộng tầm mắt. Cậu chủ Long mặc đồ màu vàng ung dung quan sát xung quanh một lượt. Anh ta phát hiện trong số các cô gái ở sảnh tiệc chỉ có một mình Lâm Băng Tiên vẫn đang ngồi yên vị trên ghế không chịu ra đón tiếp mình. Bên cạnh cô ấy còn có một anh chàng trẻ tuổi khác. Nếu chỉ là một cô gái bình thường thì anh ta cũng sẽ không để mắt nhiều. Thế nhưng cô gái này lại xinh đẹp tuyệt trần, là người đẹp nhất trong buổi tiệc ngày hôm nay nên anh ta không thể rời mắt nổi. Anh ta khẽ mỉm cười, cố tình cất bước đi về phía Lâm Băng Tiên, chắc là cô không biết tôi là ai phải không? Cô ấy cuống quýt trả lời, chào anh Long. Cậu chủ Long hài lòng nói, nếu cô muốn dùng chiêu giả vờ lạnh nhạt để thu hút sự chú ý của tôi thì xin chúc mừng, cô thành công rồi đấy. Đám con gái xung quanh đều vô cùng ghen tị, thầm tự trách mình tại sao không nghĩ ra cách này. Lâm Băng Tiên cảm thấy ngượng ngùng, không biết nên trả lời thế nào cho phải. Trong khi đó, cậu chủ Long đã đưa tay về phía cô ấy, rõ ràng là muốn dẫn cô ấy rời đi. Chu Bột không khỏi cảm thấy mâu thuẫn, phải làm sao đây, nên đồng ý hay không? Đúng lúc này, Ngô Bình lạnh lùng lên tiếng, anh đừng có ảo tưởng. Băng Tiên nhà tôi không có hứng thú với anh đâu, có tôi ở đây thì anh không có sức hấp dẫn gì với cô ấy hết. Nụ cười trên mặt cậu chủ Long trở nên cứng đờ. Anh ta trừng mắt nhìn Ngô Bình, khinh thường hỏi, anh đang nói chuyện với tôi sao? Ngô Bình điềm tĩnh đáp, anh không nhầm đâu, tôi đang nói anh đấy. Nghe thấy vậy, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía anh, vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ. Ai cũng đang thầm nghĩ không biết người này là ai mà dám to gan lớn mật ăn nói với cậu chủ Long như vậy. Cậu chủ Long không phải người bình thường, chỉ với hai câu nói qua lại, anh ta đã cảm nhận được Ngô Bình không phải kẻ tầm thường. Bây giờ lăn lộn ở Long Kinh đều phải so ra thế và thân phận. Không lẽ đối phương có chỗ dựa rất lớn? Huyền Ngạo Thiên Quân vội vàng đi tới giảng hòa, xin cậu Long và cậu Ngô nể mặt tôi mà bỏ qua chuyện này. Cậu chủ Long lại càng chắc chắn suy đoán Ngô Bình có thân phận đặc biệt. Anh ta nhíu mày nói, Thiên Quân, anh ta dám đối đầu với tôi. Huyền Ngạo Thiên Quân thản nhiên đáp, tôi không tiện nói ra thân phận của cậu Ngô cho cậu Long biết. Nhưng mà kể cả là bố cậu gặp cậu Ngô cũng sẽ phải khách sáo đấy. Cậu chủ Long sững sờ, không ngờ bố mình cũng phải khách sáo với đối phương. Anh ta là người thông minh, lập tức đổi giọng tươi cười, vậy thì tôi sẽ nể mặt Thiên Quân lần này, nói rồi anh ta quay người sang hướng khác. Lần này, mọi người lại được một phen kinh ngạc, càng tò mò về thân phận của Ngô Bình. Vừa nãy có người thấy anh chàng họ Hà tiếp xúc với anh nên chạy tới chỗ anh ta dò hỏi, xin hỏi anh quen biết anh Ngô kia sao? Hà Chí Tân cười đáp, anh Ngô là giáo viên của Học viện Võ Đạo. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vị thế của Học viện Võ Đạo đang ngày càng tăng lên. Người được làm giáo viên ở đó không phải cao thủ thì cũng là thiên tài. Chỉ là giáo viên thôi sao, có người vẫn chưa thấy thuyết phục lắm, bởi vì nếu chỉ là giáo viên thì sao có thể khiến Huyền Ngạo Thiên Quân coi trọng như vậy được. Hà Chí Tân lại nói tiếp, thầy Ngô vừa mới đánh bại võ vương nhất phẩm, bản thân anh ấy là một võ tông truyền kỳ. Hai chữ truyền kỳ khiến mọi người đều chấn động. Điều này chứng tỏ Ngô Bình là người có tài năng nhất trong số cáo giáo viên. Hà Tân Chí cũng cảm thán, tất nhiên tôi cũng nghĩ thầy Ngô còn có thân phận khác, chỉ là tôi không biết được thôi. Tình hình của bữa tiệc đã có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Vốn dĩ cậu chủ Long và cậu chủ Kiếm nên là tâm điểm của sự chú ý. Thế nhưng sau khi Ngô Bình đáp trả cậu chủ Long hai câu đã có người bắt đầu chú ý tới anh. Đặc biệt còn có mấy cô gái cứ giả vờ vô tình lại cố ý tới gần với ý đồ tiếp cận anh. Ngô Bình không hề có hứng thú với mấy người đó, chỉ chăm chú trò chuyện với Lâm Băng Tiên ngồi bên cạnh. Một lát sau, Huyền Ngạo Thiên Quân lên tiếng thông báo, kính thưa các vị khách quý, hôm nay chúng tôi có tổ chức hai hoạt động nho nhỏ để giải trí cho mọi người. Sau đây chúng tôi xin mở một cuộc đấu giá ba vật phẩm, ai có hứng thú đều có thể tham dự. Cuộc đấu giá nhanh chóng được bắt đầu. Một cô gái mặc chiếc váy dài màu vàng nhạt đi tới giữa sảnh, cười nói, thưa các vị khách quý. Buổi đấu giá tối nay chính thức bắt đầu. Tôi xin được giới thiệu vật phẩm đầu tiên. Hai người đàn ông cường tráng đẩy một chiếc xe nhỏ đi tới. Trên xe được phủ một tấm vải đen tuyền. Chiếc xe dừng lại ngay dưới ánh đèn chùm. Cô gái mặc váy vàng tự tay mở tấm vải ra. Một chiếc châm phượng xinh đẹp xuất hiện trước mắt mọi người, họa tiết sinh động y như thật,
bên trên có tia sáng bao quanh. Cô gái cười nói, đây là thần vật từ thời thượng cổ, tên là châm kim phượng. Trong cây châm này có phong ấn tinh phách của Phượng Hoàng, có tác dụng bảo vệ chủ nhân. Các cậu chủ đang có mặt ở đây có thể mua nó tặng cho cô gái mình thích. Ánh mắt của các cô gái đều trở nên khác lạ, ai cũng mong được một anh chàng đẹp trai chịu bỏ tiền đấu giá cây châm này cho mình. Ngô Bình nhìn thấy cây châm lại có suy nghĩ khác, anh biết tinh phách kim phượng hiếm có khó tìm, nếu có thể lấy ra để luyện chế thần đan tuyệt thế thì tốt quá. Giá khởi điểm của châm kim phượng là 5 triệu tiền báu. Mỗi lần tăng giá ít nhất 1 triệu. 5 triệu là một con số không cao, đây cũng là vì Huyền Ngạo Thiên Quân muốn khuấy động bầu không khí nên mới không hét giá quá cao. Ngô Bình thấy Lâm Băng Tiên cũng đang ngắm nhìn cây châm kia, bèn hỏi em thích nó không? Cô ấy đỏ mặt đáp, trông cũng đẹp đấy, nhưng mà 5 triệu đắt quá, bây giờ một tòa nhà lớn trong kinh cũng chỉ có giá 10 triệu tiền báu. Anh bật cười hô lên, tôi ra giá 5 triệu. Thấy anh tham gia đấu giá, cậu chủ Long lập tức thấy chướng mắt, quyết định tranh giành với anh, 6 triệu. Ngô Bình biết anh ta cố tình làm vậy để trêu tức mình, cũng không thèm để bụng, ra giá tiếp, 7 triệu. 8 triệu. Rõ ràng cậu chủ Long không có ý định buông tha anh dễ dàng mà vẫn muốn tiếp tục tăng giá. Vốn dĩ những người khác cũng tham gia nhưng khi mức giá bị đẩy lên 10 triệu thì chỉ còn Ngô Bình và cậu chủ Long tranh đấu với nhau. 15 triệu, Ngô Bình sảng khoái nói. Cậu chủ Long hơi bất ngờ, nhưng vẫn không chịu từ bỏ, 20 triệu. 30 triệu, anh thản nhiên ra giá. 40 triệu. 100 triệu, Ngô Bình đẩy giá lên cao. Cậu chủ Long giật mình kinh ngạc, tuy anh ta không thiếu tiền nhưng con số 100 triệu cũng đủ để khiến anh ta điêu đứng. Anh ta lại nghĩ đâm lao phải theo lao, nếu giờ từ bỏ thì sẽ bị cho là không đấu lại được Ngô Bình, trở thành trò cười cho mọi người. 110 triệu. 200 triệu, Ngô Bình bắt đầu tăng giá hàng trăm triệu. Anh hiểu rõ lòng người, cũng biết đối phương sẽ không chịu từ bỏ sớm như vậy, quyết tâm chơi đến cùng. Sắc mặt cậu chủ Long trở nên khó coi. Anh ta do dự vài giây rồi lên tiếng, 210 triệu, mức độ tăng giá của anh ta thấp hơn hẳn so với Ngô Bình. 300 triệu, Ngô Bình vẫn tiếp tục lấy số chẵn để ra giá. Cậu chủ Long cắn răng, bất ngờ từ bỏ. Huyền Ngạo Thiên Quân lại tươi cười thông báo, chúc mừng cậu Ngô đấu giá thành công. Cây châm này là bảo bối tôi cất giữ. Hôm nay là lần đầu tiên cậu đến chỗ tôi, khiến tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Còn châm coi như là quà tặng của tôi. Mong cậu Ngô nhận lấy. Ông ta rất biết cách đối nhân xử thế. Ban đầu chỉ dự đoán bán cây châm này được vài chục triệu là cùng. Bây giờ bảo ông ta đổi nó lấy 300 triệu, chẳng bằng đổi lấy quan hệ tốt với một thầy luyện đan 4 sao tím. Ngô Bình cũng không khách sáo, dứt khoát nhận luôn, vậy thì xin cảm ơn Thiên Quân. Sau khi nhận được châm kim phương, anh lập tức tặng cho Lâm Băng Tiên. Cô ấy vừa kinh ngạc vừa vui sướng, xấu hổ không nói nên lời. Lúc này mọi người cũng đã biết anh là người có tiền, thầm suy đoán chỗ dựa của anh còn mạnh hơn cậu chủ Long, ánh mắt nhìn anh cũng khác hẳn vừa rồi. Cậu chủ Kiếm không hề tham gia vào cuộc so kè giữa Ngô Bình và cậu chủ Long. Bấy giờ hắn ta đi tới bên cạnh anh, chắp tay nói, chào anh Ngô, tôi là Giang Kiếm, đệ tử của Cửu Thiên Kiếm Vực. Ngô Bình cũng đáp lại, Ngô Bình. Giang Kiếm cười hỏi, tôi cảm thấy hình như anh Ngô cũng là kiếm tiên thì phải. Mặc dù anh đã giấu kiếm đạo vào sâu trong nguyên thần nhưng vẫn vô ý để lộ ra vài tia kiếm ý. Mặc dù rất nhạt nhòa nhưng chúng vẫn khiến Giang Kiếm không dám khinh nhờn. Anh nói, có học một chút. Giang Kiếm lại nói tiếp, vậy thì lần đấu giá tiếp theo tôi sẽ phải tranh với anh Ngô rồi. Trong lúc hai người họ đang trò chuyện, vật phẩm đấu giá thứ hai đã được đưa lên. Đó là một thanh kiếm hoàn màu tím bạc vô cùng sắc bén. Ngô Bình không hề có chút hứng thú gì với vật này, bèn nói, anh Giang thích nó thì cứ lấy, tôi xin nhường lại. Giang Kiếm không khỏi bất ngờ, gật đầu cảm ơn một tiếng rồi đấu giá thành công với số tiền khổng lồ 39 triệu. Ngô Bình không muốn kiếm hoàn không phải vì nó không tốt, mà là uy lực của hóa thân kiếm đạo vượt xa kiếm hoàn rất nhiều nên không có nhu cầu với nó. Vật phẩm đấu giá thứ ba là một con chuột. Ngô Bình vừa liếc mắt đã nhận ra con chuột tìm báu vật mà mình từng có duyên gặp gỡ. Anh không hiểu tại sao nó lại bị người ta mang ra đấu giá. Chuột tìm báu vật ngửi được khí thức của Ngô Bình, một người một chuột này đã từng hợp tác rất vui vẻ, thế nên đôi mắt ti hí của nó bỗng sáng rỡ lên,
chít chít gọi loạn. Lúc đối phương giao chuột tìm báu vật tới tay anh, con chuột nhỏ bé này lập tức vui mừng nhảy cẫng lên, vô cùng thân thiết với Ngô Bình. Huyền Ngạo Thiên Quân thấy khá bất ngờ, cậu Ngô đã gặp con chuột này rồi sao? Ngô Bình, con chuột này là của một người bạn cũ của tôi, không ngờ lại gặp được nó ở đây. Huyền Ngạo Thiên Quân vội hỏi, nghe đồn con chuột này có thể tìm được bảo vật, thật không vậy? Ngô Bình rất bất ngờ, trong lòng thầm nói buổi bán đấu giá do ông tổ chức mà giờ ông lại hỏi tôi. Anh hỏi, Thiên Quân chưa thử à? Huyền Ngạo Thiên Quân cười nói, tôi chỉ bán thay người ta, thế nên tôi cũng không hiểu rõ lắm về nó. Ngô Bình gật đầu, con chuột tìm báu vật này có chút tác dụng, nhưng không thần kỳ như trong lời đồn đâu. Mua được chuột tìm báu vật, Ngô Bình đang nói chuyện với Chu Bột thì bên tai vang lên giọng nói quen thuộc, anh Ngô, tôi là Tô Linh Yên. Tô Linh Yên, tu sĩ đứng sau Thanh Môn Thái Hưng năm xưa, lúc trước, Vũ Phi chính là Tô Linh Yên tặng cho anh. Anh động tâm niệm, hỏi cô đang ở đâu? Tô Linh Yên, sau khi buổi tiệc kết thúc, mong anh Ngô cho tôi ít thời gian, tôi có chuyện muốn nói với anh. Ngô Bình, được. Một giờ sau, buổi tiệc kết thúc, sau khi Ngô Bình để lại một bùa ngọc truyền tin tức cho Lâm Băng Tiên xong thì rời đi trước. Lúc đi qua một công viên, Ngô Bình đứng lại nói, cô có thể xuất hiện được rồi. Một làn khói xanh bay lên từ mặt đất, biến thành hình dạng Tô Linh Yên. Cô có chuyện gì? Ngô Bình hỏi thẳng. Tô Linh Yên khẽ thở dài rồi nói, anh Ngô, anh đã bị liệt vào danh sách chết rồi. Ngô Bình sửng sốt, danh sách chết. Tô Linh Yên gật đầu, bây giờ tôi đang làm việc cho người khác, công việc bây giờ là tìm những thiên tài như anh Ngô, sau đó báo cáo lại cho bọn họ. Một khi cấp trên xác định anh là thiên kiêu thì anh sẽ bị liệt vào danh sách chết, cuối cùng sẽ giết anh. Ngô Bình, không oán không thù, sao lại muốn giết tôi? Tô Linh Yên, giết người đoạt vận. Ngô Bình nheo mắt, giết người đoạt vận sao? Tô Linh Yên, đúng vậy. Một nhóm lớn thiên kiêu tiến vào đại lục Côn Luân, mục đích chính là để giết những người có vận khí, như vậy thì sẽ có thể đoạt được vận khí của đối phương. Giết đối thủ sẽ đoạt được vận khí của đối phương sao? Tô Linh Yên, đây là cách hiểu đơn giản nhất, nghe ý của bọn họ thì nguyên nhân còn phức tạp hơn nhiều. Ngô Bình, thế nên họ mới giết tôi à? Tô Linh Yên gật đầu, đến lúc đó, người muốn đoạt được vận khí của anh sẽ đích thân giết anh. Để đảm bảo mọi thứ vẹn toàn, chắc chắn bọn họ sẽ chuẩn bị trước hết mọi thứ, thế nên anh nhất định phải thật cẩn thận. Ngô Bình nhìn Tô Linh Yên rồi nói, quan hệ giữa tôi với cô cũng không thân thiết lắm, vì sao lại nói với tôi chuyện này? Tô Linh Yên bình thản trả lời, lúc trước may nhờ anh giúp tôi diệt trừ âm tử, nếu không tôi sẽ không có được tu vi như hôm nay, tôi nợ anh. Ngô Bình gật đầu, cảm ơn nhiều, tôi biết rồi. Tô Linh Yên, tôi không ở đây lâu được, bảo trọng, nói rồi cô ta hóa thành một làn khói xanh, chui vào trong đất. Sau khi Tô Linh Yên đi, Ngô Bình cố ý rời khỏi Long Kinh, tiếp tục đi về phía Tây. Từ Long Kinh đi về phía Tây Nam là một môi trường hoàn toàn xa lạ, đâu đâu cũng là núi lớn hoang vắng, nơi đây được gọi là vùng núi Thái Hành. Núi Thái Hành này đã hoàn toàn khác biệt so với núi Thái Hành của thời nước Viêm Long. Thái Hành là một tòa núi thần, dài chừng 8 vạn 5.000 dặm, chỗ rộng nhất khoảng hơn 3 vạn 7.000 dặm, diện tích rất lớn. Đa phần người sinh sống ở vùng núi Thái Hành là các thế lực tu chân. Phần lớn khu vực là vùng núi hoang, chỉ có dã thú sinh sống. Lúc này, Ngô Bình đã đi vào sâu trong một cánh rừng, cây cối trong này cao lớn và tùm, che cả mặt trời. Ngô Bình biến mất trong cánh rừng, ở vị trí anh vừa biến mất có hai tu sĩ trung niên xuất hiện. Một tu sĩ nói, thằng oát này chạy vào vùng núi Thái Hành làm gì? Trong núi Thái Hành nguy hiểm trồng chất, hắn rất dễ chết trong đây. Người còn lại nói, xem ra chúng ta buộc phải lập tức thông báo cho chủ nhân, để chủ nhân mau chóng giải quyết hắn. Nhỡ đâu hắn chết trong này thì sẽ lãng phí mất một vận khí tốt. Ngô Bình vào cánh rừng xong thì thả chuột tìm báu vật ra, cười nói, này oát, chủ nhân của mày đâu? Chuột tìm báu vật kêu chít chít một hồi, Ngô Bình không khỏi cảm thán. Thì ra ngày thứ hai sau khi không gian mở ra, nhà họ An ở Hoàng Long Động Thiên đã bị một thế lực hùng mạnh tiêu diệt. Nhà họ An sau lưng An Tự Tại gồm mấy nghìn người đã bị giết sạch. Chuột tìm báu vật trốn thoát được nhưng giữa đường lại bị người ta bắt, đồng thời đem tới buổi tiệc bán đấu giá. Quát con, sau này tao gọi mày là Tiểu Bảo, từ bây giờ mày đi theo tao nhé. Chuột tìm báu vật rất vui mừng,
chui vào túi áo của Ngô Bình. Sau đó chiếc mũi nhỏ của nó khẽ cử động, nó bỗng tỏ ra mừng rỡ, tiếp đó nó nhìn về một hướng rồi kêu rít lên. Ngô Bình sáng mắt lên, có phát hiện gì à? Tốt quá! Anh lập tức bay nhanh về phía mà chuột tìm báu vật đã chỉ, bay được hơn 3.000 dặm, Ngô Bình bỗng đâm sầm vào một bức tường vô hình, anh kêu lên một tiếng, rơi từ trên không xuống. May là anh phản ứng nhanh, rơi xuống được một nửa đường thì lơ lửng giữa không trung, kinh ngạc nhìn phía trước mặt mình. Thì ra phía trước đã bị người ta hạ cấm chế. Khu vực được hạ cấm chế bảo vệ có hình tròn, cấm chế giống như một chiếc nồi lớn úp ngược giữa trời, khiến người ta không thể vào được. Xem ra bảo bối ở đây đã bị người khác tìm thấy trước rồi, Ngô Bình khẽ nhíu mày, sau đó anh đáp xuống đất, muốn đi vào từ mặt đất. Nhưng sau khi anh độn xuống đất thì mới phát hiện, dưới này cũng đã hạ cấm chế, anh dùng thuật độn thổ cũng không vào được. Qua cấm chế này anh có thể phán đoán được, thực lực của người hạ cấm chế rất mạnh, ít nhất cũng phải là một vị thần tiên. Ngô Bình lập tức cẩn thận, anh lui về sau mấy chục dặm, nói với chuột tìm báu vật, cấm chế này chỉ có tác dụng với con người, chắc là mày có thể vào trong được đấy. Tiểu bảo, mày đi xem thử rốt cuộc trong đó có thứ gì tốt. Chuột tìm báu vật gật đầu, chạy về phía cấm chế nhanh như một cơn gió. Chuột tìm báu vật vừa đi, Ngô Bình đã nghe sau lưng có người lên tiếng, cậu trai lắm mưu nhiều kế đấy. Ngô Bình giật cả mình, anh quay phát người lại, trông thấy một lão ăn mày áo quần rách dưới, mặt mày đen nhẻm, đang vắt ngược trên cành cây cười với anh. Người này có thể xuất hiện mà không bị anh phát giác, chắc chắn thực lực rất khủng bố, Ngô Bình nén sự bực bội trong lòng nói, người có thể dọa chết người đấy. Lão ăn mày cười khì khì, ông ta từ trên cây rớt xuống, khi ông ta vừa chạm đất Ngô Bình mới phát hiện ông ta là một tên lùn, cao chưa đến 1m4. Lão ăn mày lùn cười hỏi, nhóc, có muốn biết trong đây có gì không? Ngô Bình rất cảnh giác, nói, không muốn. Lão ăn mày lùn lắc đầu, lớp trẻ bây giờ nhát gan quá. Người ta nói là người không bất nghĩa thì chẳng thể chẳng giàu, ngựa không cỏ ăn đêm chẳng béo. Thứ bên trong đó rất phi thường, nếu cậu lấy được thì cả đời không cần lo cái ăn cái mặc. Ngô Bình, tôi không chọc nổi người trong này, ông thích thì tự đi mà cướp, tạm biệt, nói xong anh quay đầu đi ngay. Ngô Bình đi thêm vài trăm cây số nữa thì dừng lại, sau đó anh phát hiện lão ăn xin thấp tịt đang đứng cách mình có vài mét rồi cười hì hì nhìn anh. Anh hỏi, ông đi theo tôi làm gì? Ông ăn xin, tôi đang thấy tiếc cho cậu. Ngô Bình, tiếc cái gì? Ông ăn xin, cậu sắp chết rồi mà không thấy tiếc à? Ngô Bình cười lạnh, ông bảo tôi sắp chết ư? Ông ăn xin lùn tịt gật đầu, mây đen che kín đỉnh đầu thì khó tránh khỏi khiếp nạn. Ngô Bình, ông biết xem tướng à? Ông ăn xin, tuy tôi không biết xem tướng, nhưng tôi biết cậu đang bị người ta nhắm vào. Ngô Bình hơi ngạc nhiên, đúng là anh biết có người đang theo dõi mình, nhưng vì có Tô Linh Yên nhắc nhở nên anh mặc kệ, không ngờ ông ăn xin này lại phát hiện ra. Anh nói, đương nhiên tôi biết có người đang theo dõi mình, nhưng chưa biết người chết cuối cùng sẽ là ai đâu. Ông ăn xin thấy hơi bất ngờ, ông ta nhìn Ngô Bình một lượt từ đầu đến chân rồi nói. Lẽ nào cậu cố tình giả ngây giả ngô để dụ kẻ địch sập bẫy? Ngô Bình, đó là chuyện của tôi, không liên quan đến ông. Ông ăn xin cười phá lên nói, hay đấy, người đang theo dõi cậu có lai lịch rất ác chiến, nếu cậu giữ được mang sống thì tôi sẽ nói cho cậu biết trong cấm chế này có bảo bối gì. Khỏi, Ngô Bình tỏ vẻ chê bôi rồi bỏ đi, nhưng lại bị ông ăn xin kéo lại. Lực tay của ông ta rất mạnh, chỉ kéo một cái là Ngô Bình đứng sững lại ngay. Anh bực bội hỏi, rốt cuộc ông muốn làm gì hả? Ông ăn xin, chàng trai, người khác nghĩ đủ mọi cách để được gặp tôi mà cậu dám tỏ vẻ chê bôi tôi thế à? Ngô Bình thờ ơ nói, thế à? Vậy ông giỏi lắm hả? Ông ăn xin cười nói, cậu có biết song tiên thái hành không? Ngô Bình, tôi không phải người ở đây nên không biết. Ông ăn xin cạn lợi nói, song tiên thái hành là chỉ hai đại tán tiên ở núi Thái Hành, tôi là một trong số đó đấy. Ngô Bình bĩu môi, ra là tán tiên, ông đáng thương thế. Ông ăn xin suýt nữa hộc máu, thằng nhãi này, cậu dám nói tôi đáng thương ư? Ngô Bình, chẳng thế còn gì, người khác mà có tu vi như ông thì cũng là thiên quân hoặc thiên tôn rồi. Ông ăn xin cười lạnh, thiên tôn chẳng là cái thá gì với tôi hết, cậu thì biết cái quái gì. Dù tôi là tán tiên, nhưng đã trải qua 3.000 kiếp nạn, so về thực lực thì tu sĩ dưới đường Đại La không phải đối thủ của tôi.
Ngô Bình giật bắn mình, 3000 kiếp nạn ư? Ông ăn xin đắc ý nói, ngạc nhiên lắm đúng không? Nhưng câu nói tiếp theo của Ngô Bình lại khiến ông ăn xin suýt chết vì tăng sông. Tư chất của ông kém thế à? Trải qua ngần ấy kiếp nạn rồi mà vẫn chưa được tôn làm đại la. Này, cậu tưởng đạt danh hiệu ấy dễ lắm à? Ông ăn xin tức nổ phổi. Đột nhiên ông ta cười lớn rồi nói, họ đến rồi, dứt lời, ông ta lập tức biến mất. Một lát sau, chợt có các lá cờ mọc lên ở xung quanh, trên các lá cờ này có đầy phù chú, chúng lặng lẽ kết thành đại trận nhốt Ngô Bình vào giữa. Sau mỗi một lá cờ đều có một tu sĩ cảnh giới hư tiên điều khiển, Ngô Bình cau mày. Ngô Bình, ai? Một cái kiệu vô cùng sang trọng đáp từ trên cao xuống, bên trong có ghế, giường, chẳng khác nào một ngôi nhà di động. Xem kiệu được vén lên, một người thanh niên áo đỏ trông đẹp như một cô gái bước ra, móng tay của hắn rất dài, đã thế còn được chăm chút kỹ nên trông sáng bóng như ngọc. Người thanh niên áo đỏ nhìn Ngô Bình rồi cười nói, cậu Ngô, xin lỗi nhé, lát tôi phải giết cậu rồi. Ngô Bình thở dài, chúng ta không thù không oán, sao anh lại muốn giết tôi? Người thanh niên đỏ cười nói, đúng là giết người cần có lý do, nhưng cậu chết tới nơi rồi thì biết lý do cũng để làm gì đâu. Thôi thì ngoan ngoãn phối hợp, tôi sẽ cho cậu được ra đi thanh thản. Ngô Bình, anh nhất định phải giết tôi à? Người thanh niên áo đỏ, tôi đã nói rồi mà sao cậu vẫn hỏi nhiều thế? Ngoan ngoãn chịu chết thì sẽ không đau đớn. Ngô Bình nhìn ngó xung quanh rồi nói, mấy lá cờ này của anh có uy lực khá phết đấy, nhưng nếu muốn dùng chúng để vây tôi thì e không ổn. Người thanh niên áo đỏ, dù cậu có là thiên kiêu thì cũng không thể phá được đạo sát trận của tôi đâu. Huồng hồ cùng lắm thì tu vi của cậu mới tới linh biến thôi, đúng ra dùng trận pháp này với cậu là hơi lãng phí đấy. Quỳnh! Các lá cờ tỏa ra tia sáng chết chóc, mặt đất và bầu trời ở chỗ Ngô Bình đứng bắt đầu xuất hiện các bùa chú màu đen. Bây giờ, anh không thể độn thổ, càng không thể phá không bay đi. Nhưng Ngô Bình không hề có ý định chạy trốn, anh lạnh mặt nói, hóa thân. Một bóng người được ngưng tụ từ đường kiếm lắc lư. Các lá cờ nổ tung, các tu sĩ hư tiên cầm cờ bắt đầu gào thét rồi bị hạ gục hết. Có người rơi đầu, người bị bổ đôi, người thì gãy đôi người, nói chung đều chết rất thảm. Người thanh niên áo đỏ phản ứng nhanh nhạy, ngay khi Ngô Bình ra tay, hắn đã ngồi lên kiệu, chuẩn bị chuồn mất. Xong đã muộn, cả kiệu và người khiêng kiệu đều nổ tung, một bóng người bay ra rồi ngã xuống trước mặt Ngô Bình. Người thanh niên áo đỏ lúc trước còn ngông nghênh. Nhưng giờ thì bị thương khắp mình mẩy, ngoài ra còn bị chột một mắt và mất một tai, chân trái và tay phải cũng mất một nửa. Đó là hắn còn thi triển kết giới bảo mệnh, không thì đã bị hóa thân đường kiếm của Ngô Bình chém cho chết tươi rồi. Ngô Bình ngạc nhiên nói, được đấy, thế mà vẫn chưa chết, anh tên là gì? Người thanh niên áo đỏ vô cùng hoảng loạn, sau đó run rẩy đáp, cậu Ngô, đừng giết tôi. Ngô Bình thi triển đôi mắt vận mệnh thì thấy vận mệnh của tên này rất mạnh. Đỉnh đầu có một thứ hình bông sen ba màu với khí chất phi phàm. Anh vung tay lên nói, lấy. Ngay khi Ngô Bình thu mất vận mệnh phi phàm của người thanh niên áo đỏ, trên đỉnh đầu hắn chỉ còn một năng lượng màu đen, hắn đã thành một người vô mệnh. Ngô Bình xua tay, biến đi. Không còn vận mệnh thì người thanh niên áo đỏ sẽ không sống được bao lâu nữa, vậy thì anh khỏi phải sát sinh. Tên kia mừng rỡ, vội vàng vái chào Ngô Bình rồi bay đi. Hắn vừa đi thì ông ăn xin đã xuất hiện, ông ta nhìn Ngô Bình chằm chằm rồi nói, ban nãy cậu thi triển hóa thân kiếm đạo đấy à? Ngô Bình nói, nếu ông biết rồi thì còn hỏi làm gì? Ông ăn xin thở dài, không ngờ trên đời này lại có hóa thân mạnh đến thế, thực lực của cậu hơn hắn các thiên kiêu bình thường, bảo sao mà tự tin thế? Ngô Bình, xem đủ rồi, giờ ông lượn đi được chưa? Ông ăn xin cười phá lên, tôi đã bảo nếu cậu thắng đám này thì sẽ nói cho cậu biết bảo bối bên trong là gì mà. Ngô Bình không từ chối, nếu ông ta tự nguyện nói thì anh nghe thôi. Ông ăn xin, bên trong có Tịnh Thế Hồng Liên một món bảo bối vô giá. Có nó rồi thì có thể tránh khỏi nghiệp lực và tai kiếp. Ngô Bình, thứ tốt thế mà ông không muốn có à? Ông ăn xin thở dài, chỉ người có vận mệnh lớn mới lấy được thôi, nếu tôi cố thì sẽ bị trời phạt. Ngô Bình, có gì thì ông nói luôn đi. Ông ăn xin, tôi sẽ mở cấm chế cho cậu, cậu lấy Tịnh Thế Hồng Liên. Để báo đáo, cậu hãy cho tôi 3 hạt sen, được không?
Ngô Bình không cần nghĩ mà nói luôn, không. Ông ăn xin. Này, thôi thì tôi xin hai hạt sen thôi, đồng thời đảm bảo sẽ không ai phát hiện ra cậu. Ông ta chưa chịu từ bỏ, vẫn tiếp tục thuyết phục Ngô Bình. Ngô Bình, tiền bối, tôi nghĩ chúng ta nên đường ai nấy đi thôi, đừng bao giờ gặp lại nữa, vì tôi luôn thấy ông đang định bẫy tôi. Ông ăn xin đen mặt nói, chàng trai, sao cậu lại nói thế? Tôi là cái tiền danh bất hư truyền mà phải lừa một hậu bối như cậu à? Ngô Bình cười lớn, không đáp lời. Cái tiên thờ dài nói, được rồi, tôi không ép cậu nữa. Nói rồi, ông ta lấy một hồ lô rượu ra uống, sau đó lại lấy thêm một cái đùi gà rồi cắn một miếng. Mùi thơm bay tới mũi Ngô Bình. Thịt gì mà thơm thế, anh hỏi. Cái tiên hừ một tiếng, chắc cậu chưa được ăn bao giờ đâu, cái đùi gà này của tôi là thịt gà thượng hạng. Loại gà này chỉ có ở núi Thái Hành, mà số lượng còn có hạn. Ngô Bình không có điểm yếu gì ngoài sở thích ăn uống, anh lấy ngay một túi trà ra rồi nói, tiền bối, chúng ta gặp nhau thế này chứng tỏ là có duyên, đây là tiên trà thượng phẩm, mời ông thử. Anh mở túi trà ra, hương thơm bay tới mũi cái tiên, ông ta nói, trà ngon. Chắc đắt lắm đúng không? Ngô Bình dựng ngón tay cái, tiền bối thật tinh mặt, trà này 1 triệu 1 cân. Hơn nữa người bình thường không thể mua được. Cái tiên thích rượu, còn thích cả trà nên cười nói, tôi không uống không của cậu đâu, trà này tôi nhận, còn cái này cho cậu. Ông ta lấy thêm một cái đùi gà ra rồi ném cho Ngô Bình, thịt đã được nấu chín nên có thể ăn được luôn. Ngô Bình cắn một miếng thì thấy thịt thơm phức, hơn nữa còn có mùi vị đặc biệt. Anh ăn hết nửa cái xong thì thấy hơi tiếc nên định cất đi rồi mang về cho người nhà thưởng thức, tiền bối, tôi còn có nấm nữa. Ăn ngon lắm, ông có muốn thử không? Cái tiên không tin, cậu thì có món gì ngon? Ngô Bình lấy dụng cụ nướng ra, sau đó nướng nấm. Không lâu sau, mùi thơm tỏa ngào ngạt, cái tiên ngửi rồi nói, thơm phết đấy. Ngô Bình cho ông ấy vài miếng rồi nói, ông nếm thử đi, xem có ngon không? Cái tiên ăn thử một miếng, sau đó sáng mắt lên nói, cái này ăn kèm với đùi gà của tôi quá hợp luôn. Ngô Bình có khá nhiều nấm nên lập tức lấy ra hơn chục cân rồi cười nói, tiền bối, đổi gà lấy nấm không? Cái tiên suy nghĩ rồi nói, được, 1,5 cân nấm 1 con gà. Ngô Bình gật đầu, được. Cứ thế, Ngô Bình đã dùng mấy chục cân nấm để đổi lấy 10 con gà. Thấy đổi được nhiều gà rồi nên Ngô Bình ăn nốt nửa cái đùi gà lúc trước, sau đó còn lấy rượu của mình ra uống. Lúc này, chuột tìm báu vật đã quay lại. Sau đó chít chít nói gì đó bên tai Ngô Bình, anh gật đầu rồi xé một ít thịt gà cho nó ăn. Hóa ra tiền bối không hề lừa tôi, đúng là bên trong có tịnh thế hồng liên thật. Nhưng tôi nghe nói nó là linh căn của thời kỳ hỗn mang cơ mà, sao lại xuất hiện ở đây, anh hỏi. Cái tiên, cậu cũng có hiểu biết đấy, đúng là bông hồng liên này chỉ mọc trong thời kỳ hỗn mang, nhưng cậu không biết là nó còn mọc xen lẫn với những thứ ô uế. Ngô Bình, vậy có nghĩa là ngoài tịnh thế hồng liên ra thì còn một món tà vật nữa ư? Cái tiên, đúng, thứ này rất đáng sợ, tôi cũng không rõ là gì. Chắc người hạ cấm chế ở đây không tìm được cách ngắt tịnh thế hồng liên an toàn, không thì nó đã mất lâu rồi. Ngô Bình, thế là nếu động vào tịnh thế hồng liên thì cũng sẽ chạm vào thứ kia ư? Cái tiên, tôi không biết. Ngô Bình chán nản nói, lúc trước ông bảo tôi đi hái hoa chẳng là bẫy tôi còn gì. Cái tiên hừ nói, cậu thì biết cái gì, cậu là người có vận khí lớn, chắc chắn sẽ không sao hết. Ngô Bình chớp mắt nói, tiền bối, chủ nhân của cấm chế này có thân phận thế nào? Cái tiên, một lão quái vật tên là Vạn Tà, nhiều người gọi lão là Vạn Tà lão tổ. Người này theo cả chính lẫn tà nên mạnh lắm. Ngô Bình, có nhiều người biết về tịnh thế hồng liên không? Cái tiên, hiện giờ chắc chỉ có hai chúng ta thôi. Vạn Tà chắc cũng biết tôi ở gần đây nên chúng ta phải cẩn thận. Ngô Bình, Vạn Tà này có tu vi thế nào? Đại La chưa? Cái tiên xì một tiếng nói, cậu tưởng Đại La Kim Tiên là rau bán ngoài chợ à? Nhưng lão cũng là Kim Tiên bán bộ rồi, tuy thế nhưng cũng bỏ xa tôi. Trong lúc họ đang nói chuyện thì có một năng lượng ập từ trên cao xuống, cấm chế mở rộng, sau đó vây cái tiên và Ngô Bình lại. Cái tiên hét lên, Vạn Tà lão tổ. Ông làm gì thế hả? Muốn mời tôi ở lại uống trà à? Một giọng nói lạnh lùng vang lên, ở yên đấy, khi nào tôi lấy được tịnh thế hồng liên thì mới thả hai người ra. Cái tiên nổi điên lên rồi cất giọng mắng chửi với những câu từ rất khó nghe,
nhưng Vạn Tà lão tổ chẳng thèm đáp lời. Ngô Bình thở dài nói, đúng là xui xẻo, tôi chỉ đi ngang qua thôi mà lại bị ông bẫy. Không được, ông phải đưa tôi thêm 10 con gà nữa để bồi thường tổn thất. Cái Tiên lườm Ngô Bình rồi tỏ vẻ gian xảo nói, cậu không thấy chúng ta tiến vào cấm chế rồi ư? Ngô Bình ngẩn ra rồi ngạc nhiên nói, đây là kế của ông à? Cái Tiên cười phá lên nói, dẫu sao thì chúng ta cũng vào được rồi. Này, cậu không muốn đi xem Tịnh Thế Hồng Liên à? Ngô Bình hỏi, xem kiểu gì? Cái Tiên lấy một tấm vải màu xám ra rồi cuốn vào người Ngô Bình, ngay sau đó cả hai đã tàng hình. Đây là vô tượng thần xa, có nó rồi thì Vạn Tà kia sẽ không tìm thấy mình được. Nói rồi, ông ta dậm chân, cả hai đã tiến nhanh lên phía trước. Cái Tiên đi tầm nửa tiếng thì chợt thấy có sóng năng lượng ở phía trước, ông ta lo lắng nói, chàng trai, phía trước là Tịnh Thế Hồng Liên rồi, chúng ta phải cẩn thận. Ngô Bình, Vạn Tà lão tổ cho chúng ta vào đây, không sợ mình cướp Tịnh Thế Hồng Liên đi à? Cái Tiên, lão tự tin như vậy vì nghĩ là chúng ta không thể làm được, nhưng đâu ngờ cậu là người có vận mệnh lớn, he he, nhờ điều đó thôi là chúng ta có cơ hội rồi. Sau đó Ngô Bình đã nhìn thấy Tịnh Thế Hồng Liên. Đó là một bông sen xòe to như cái ô, toàn thân có màu đỏ và đang tỏa ra ánh sáng mãnh liệt. Rễ của nó cắm sâu trên một đầu người to tướng, cái đầu này rất to, đôi mắt nhắm chặt, mái tóc màu xanh che mất một nửa khuôn mặt, trên đó có nhiều rêu xanh. Nhìn thấy cái đầu khổng lồ ấy, Ngô Bình ngạc nhiên nói, đây là đầu của chân nhân thượng cổ ư. Ngô Bình ngẩn ra, chân nhân thượng cổ. Ngô Bình, tôi cũng không chắc. Cái Tiên, Tịnh Thế Hồng Liên đấy, thích không? Ngô Bình đi ra khỏi khăn tàng hình, thì ra ánh sáng mà đóa sen tỏa ra có thể ngăn cách thần niệm nên họ không lo sẽ bị Vạn Tà lão tổ phát hiện. Cái Tiên cũng cất khăn tàng hình đi, hai người cùng đắm mình dưới ánh sáng thần thánh ấy. Ngô Bình chợt nghĩ ánh sáng của Tịnh Thế Hồng Liên có thể giúp mình tu luyện lần biến đổi thứ 5 chân ma biến của thần ma cửu biến. Thần ma cửu biến từ lần biến đổi thứ 5 đến thứ 8 sẽ là ma biến. Ma là một trạng thái của sinh mệnh, nó như các tế bào ung thư, có thể di căn đến vô cùng. Khi vào trạng thái nhập ma thì sẽ tiến bộ rất nhanh, nhưng cái khó của ma biến là khống chế phạm vi ma hóa. Với tư chất hiện giờ, Ngô Bình cũng không dám chắc mình có thể duy trì được trạng thái này đúng ý. Ví dụ như lần biến đổi thứ 5 chân ma biến chính là chuyển hóa nguyên thần thành chân ma vô thượng, từ đó kích hoạt tiềm năng của nguyên thần, lấy được thiên bẩm ma uy mà chỉ chân ma mới có. Nhưng sau khi chuyển hóa chân ma thì tu sĩ rất khó giữ được bản tính ban đầu, chỉ cần sai sót một chút thì sẽ thành chân ma thật luôn, sau đó đánh mất bản thân, không bao giờ hồi phục được nữa. Hiện giờ, có ánh sáng của Tịnh Thế Hồng Liên, Ngô Bình cảm thấy mình có thể khống chế được chân ma rồi hoàn thành bước chân ma biến. Theo tâm pháp, nguyên thần của Ngô Bình đã biến thành ngay một ma thần này có mặt màu xanh, trong tai có mười mấy con rắn chui ra. Chân nó đạp lên một con mãng xà màu đen trông rất oai phong. Sau khi nguyên thần ma hóa, Ngô Bình cảm thấy nguyên thần của mình ít nhất đã mạnh hơn 10 lần, hơn nữa anh đều có thể cảm nhận được các sức mạnh và rào cản mà bấy lâu nay không thể chạm đến được. Lúc này, anh thấy mình là vô địch, không ai có thể đánh bại được anh. Nhưng nội tâm của anh cũng đã ma hóa, một ý thức ngang tàng trỗi dậy ngày càng mạnh hơn, dần dà đã cắn nuốt nhân cách thái thượng của anh. Đúng lúc này, ánh sáng của Tịnh Thế Hồng Liên đã khiến ma niệm bị thanh tẩy, sau đó bị nhân cách thái thượng sơ tái. Nhưng không lâu sau, ma niệm thứ hai đã trỗi dậy, sau đó lại bị bông sen xử lý rồi được nhân cách thái thượng hấp thu. Đây chính là điều nguy hiểm của chân ma biến, hôm nay mà không có Tịnh Thế Hồng Liên giúp sức thì chắc Ngô Bình cũng không khống chế được ma niệm mạnh mẽ ấy. Trong thần ma cửu biến có nói giữ chân ma biến nửa tiếng là thành công. Nhưng bây giờ Ngô Bình có Tịnh Thế Hồng Liên hỗ trợ nên vẫn luôn ở trong trạng thái chân ma. Một tiếng, hai tiếng thậm chí đến trưa ngày hôm sau, anh đã giữ được 15 tiếng. Cho đến khi anh thấy hiệu quả của chân ma biến đã phát huy được toàn bộ thì mới kết thúc tu hành, sau đó nhanh chóng bắt đầu vào lần biến đổi thứ 6 là ma vương biến. Đây là một bước tiến lấy chân ma làm gốc, từ đó phá mọi rào cản của nguyên thần để tăng uy lực cho nó. Loáng cái. Nguyên thần của Ngô Bình đã biến thành một đại ma vương. Uy lực của nó mạnh hơn chân ma nhiều, nên đương nhiên ma niệm cũng mạnh hơn. May là uy lực của Tịnh Thế Hồng Liên rất phi phàm, ma niệm có mạnh đến mấy cũng phải đầu hàng. Ma vương biến của Ngô Bình duy trì được 10 tiếng, đúng ra chỉ cần nửa tiếng thôi là có thể dừng được rồi.
Trong trạng thái này, Ngô Bình thấy các rào cản từ nhỏ đến bé trong nguyên thần của mình đều được mở ra, sức mạnh chân nhân liên tục được giải phóng. Vì thế, anh nhân cơ hội đó tiếp tục sang lần biến đổi thứ bảy là thiên ma biến luôn. Lần này, dù có Tịnh Thế Hồng Liên giúp sức thì Ngô Bình cũng chỉ giữ được 3 tiếng. Nhưng thu hoạch còn lớn hơn 2 lần trước. Trong trạng thái này, cuối cùng anh đã hấp thu được thần lực vô thượng bên trong chân hồn thái cổ mà anh hấp thu. Cuối cùng là lần biến đổi thứ 8 nguyên thủy ma biến. Truyền thuyết kể rằng cường giả ma đạo mạnh nhất thời thượng cổ là nguyên thủy ma hoàng. Nguyên thủy ma biến chính là trạng thái ma hóa biến thành người này. Ngô Bình chỉ giữ được 15 phút ở trạng thái nguyên thủy ma biến, nhưng trong thời gian đó, nguyên thần của anh đã có sự tiến bộ vượt bậc, trạng thái sinh mệnh cũng tiến vào một tầng cao mới. Cái Tiên vẫn im lặng, đến giờ mới cảm thán, này, rốt cuộc cậu tu luyện cái gì mà khiếp người thế hả? Nếu không có Tịnh Thế Hồng Liên ở đây thì tôi còn không dám đến gần cơ. Ngô Bình mở mắt ra nói, thần ma cửu biến. Bây giờ tôi còn một lần biến đổi cuối nữa là thần ma biến thôi. Nhờ Cái Tiên bảo vệ cho tôi. Cái Tiên gật đầu, ừm. Ngô Bình nghỉ ngơi một tiếng rồi bắt đầu tu luyện lần biến đổi cuối cùng là thần ma biến. Lần này, nguyên thần của anh nửa thần nửa ma, anh sẽ mở rào cản cực hạn của nguyên thần. Nhưng rào cản ấy là gì thì anh không rõ, thậm chí trong thần ma cửu biến cũng không ghi chép kỹ. Ánh sáng của Tịnh Thế Hồng Liên vẫn tỏa ra lấp lánh, nguyên thần của Ngô Bình đã tiến vào một trạng thái kỳ lạ. Nhờ trạng thái này mà Ngô Bình có thể cảm nhận được hết mọi sức mạnh đế và thiên bẩm của mình. Đế là bá chủ vô thượng ở thời kỳ hỗn mãng, sức mạnh của nó quá lớn nên trước đó Ngô Bình chỉ bắt chước theo thôi. Còn bây giờ, anh đã có thể học được toàn bộ rồi. Quỳnh. Lúc này, sức mạnh còn sót lại của đế trên mọi góc ngạch trong vũ trụ đều xuất hiện trước mặt Ngô Bình. Sau đó được nguyên thần của anh hấp thu. Nguyên thần của Ngô Bình đã hấp thu toàn bộ. Sau đó, Ngô Bình cảm thấy rất hài lòng, như thể anh chỉ cần động tinh thần một cái là trời đất sẽ bị hủy diệt ngay. Song thần ma biến chỉ duy trì được vài phút, Ngô Bình buộc phải thoát ra. Tuy thế, anh cũng đã nhận được rất nhiều lợi ích, đủ để bản thân thay đổi nhiều rồi. Vậy là Ngô Bình đã tu luyện song thần ma cửu biến, cảnh giới hóa thân của anh cũng đạt đến viên mãn. Không lâu nữa, anh có thể tu luyện cảnh giới thứ 5 là linh biến. Đúng lúc này chợt có động đất, một bàn tay khổng lồ đã phá giải cấm chế rồi hái Tịnh Thế Hồng Liên. Điều kỳ lạ là Tịnh Thế Hồng Liên như vật hư vô, bàn tay kia có sở thế nào cũng không chạm vào nó được, ngược lại còn bị Tịnh Thế Hồng Liên đâm bị thương. Có tiếng người gào lên, cái đầu mà Tịnh Thế Hồng Liên mọc bên trên chợt mở mắt, khi đôi mắt ấy mở ra, không gian ở đây chợt tối sầm. Cái đầu đó bắt đầu mọc ra thân thể, sau đó đứng dậy rồi biến mất. Ngô Bình và Cái Tiên đều ngẩn ra, không ai dám thở mạnh, mà chỉ lặng lẽ rời đi. Sau đó, Ngô Bình cảm thấy có một sáng đỏ chui từ dưới đất lên rồi dính vào cổ tay mình. Anh ngây người rồi giơ cổ tay lên nhìn thì thấy phần da ở đó có một ấn ký bông sen đỏ. Gì đây? Ngô Bình không nói với Cái Tiên chuyện này, mà chỉ nói, tiền bối, chúng ta phí công chuyến này rồi. Chắc Vạn Tà lão tổ đang đau lòng lắm. Người đàn ông gật đầu, đúng vậy. Ngô Bình, tiền bối có chỉ giáo. Vạn Tà lão tổ cười nói, ban nãy Cái Tiên ở đây, tôi không muốn chạm mặt ông ta nên không xuất hiện. Tôi tìm cậu chỉ là muốn kết bạn thôi, chứ không có ý nào khác. Ngô Bình, tôi tài hèn nước mọn nên không dám làm bạn với Vạn Tà lão tổ. Vạn Tà lão tổ xua tay, cậu bạn đừng khiêm tốn. Khí tức cậu tỏa ra khi tu luyện ở cấm chế rất bức người, chắc chắn sau này tiền đồ sẽ vô hạn, tương lai khẳng định sẽ trở thành một bậc chí tôn trong thiên hạ. Ngô Bình, tiền bối quá khen. Vạn Tà lão tổ, từ đây đi thêm hơn 500 cây số nữa là đến nhà tôi, nếu rảnh thì mời cậu tới chơi và nếm thử rượu tôi ủ. Ngô Bình và Vạn Tà lão tổ không thân nên anh nói luôn, tôi bận việc mất rồi, xin hẹn hôm khác. Vạn Tà lão tổ không miễn cưỡng mà nói, được. Hy vọng cậu sẽ tới nhà tôi chơi. Tạm biệt Vạn Tà lão tổ xong, Ngô Bình đi thẳng về Vân Kinh. Anh nghe ngóng được tin yêu đỉnh sẽ xuất hiện gần Vân Kinh nên muốn đến đó xem sao. Ngô Bình vừa đi thì đã có một cô gái trẻ xuất hiện cạnh Vạn Tà lão tổ, cô ta nói, ông ơi, tại sao ông lại thả hắn đi? Vạn Tà lão tổ, lẽ ra ông định giết cậu ta rồi, nhưng ban nãy gặp mặt, ông lại có dự cảm không thể giết cậu ta được. Cô gái kinh ngạc.
cô ta biết ông mình đã ở cảnh giới kim tiên bán bộ nên cảm nhận về mọi việc rất chuẩn, ý ông là giết hắn rồi mình sẽ gặp họa. Vạn Tà lão tổ, ông cũng không rõ, nhưng cảm giác là vậy. Và lại, ông với cậu ta cũng không có thù oán gì nên không nhất thiết phải giết. Cô gái, nhưng ông chẳng bảo hình như Tịnh Thế Hồng Liên ở trên người hắn còn gì. Tịnh Thế Hồng Liên sẽ đi theo người hợp duyên, nếu ông cố chiếm đoạt khéo còn rước họa vào thân. Vạn Tà lão tổ nhìn cô cháu gái rồi nói, Quỳnh Anh, nếu sau này gặp lại cậu ta thì cháu hãy kết bạn, không thì tránh cậu ta xa ra. Cô gái thở dài, cháu nhớ rồi ạ. Trên đường đến Vân Kinh, nhờ có chuột tìm báu vật mà Ngô Bình đã phát hiện ra nhiều bảo dược. Sau khi tới Vân Kinh, anh thấy người dân ở đây đã đông đúc hơn nhiều, chợ và siêu thị cũng đông nghịt. Dường như bầu không khí của Giang Nam đã quay trở về. Ngô Bình đi qua một cửa hàng bán bánh bao cua thì không cầm lòng được nên đã ghé vào. Anh gọi 4 cái bánh bao, một bát canh, nhưng vừa định ăn thì có một người ăn xin đi vào, người này chộp một nắm tiền lẻ trong hòm đựng tiền rồi chạy mất. Thấy thế, chủ quán chỉ biết thở dài ngao ngán, chứ không đuổi theo. Ngô Bình lạnh giọng nói, quay lại. Sau khi tu luyện xong thần ma cửu biến, nguyên thần của Ngô Bình đã mạnh tới mức anh nói sao thì người khác phải làm vậy. Tên ăn xin kia quay lại với vẻ sợ hãi. Trả tiền về chỗ cũ rồi xin lỗi ngay, Ngô Bình thờ ơ nói. Tên ăn xin bỏ tiền vào hòm rồi cúi gập người nói với chủ quán, tôi xin lỗi. Chủ quán tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó dừng hình một lúc mới nói, thôi đi đi. Tên ăn xin vẫn đứng yên, Ngô Bình lạnh giọng nói, biến. Bấy giờ, tên ăn xin mới dám quay đầu bỏ chạy. Chủ quán vừa cảm kích vừa ngạc nhiên nên cúi người cảm ơn Ngô Bình, cảm ơn cậu. Ngô Bình hỏi, hắn cướp tiền của ông, sao ông không đuổi theo? Chủ quán thở dài nói, thế giới thay đổi rồi, cậu đừng coi thường tên ăn xin ấy, hắn là người của cái bang đấy. Cái bang có mấy người tu hành nên chúng tôi không dám động tới. Mấy hôm trước, ông Chu sát phách nhà tôi bị một tên ăn xin cướp tiền, ông ấy đánh hắn, kết quả là bị một đám người xông vào quán đánh chết đấy. Ăn xong, Ngô Bình đi thanh toán thì phát hiện tiền trong hòm đã đổi rồi. Anh hỏi chủ quán thì mới biết tất cả tiền bây giờ đã chuyển thành tiền long. Tiền cũ sẽ được đổi với tỷ giá 100 tiền cũ 1 tiền long. Tiền long có giá trị cao nhất là 10.000, còn tỷ giá đổi với tiền bùa là 500.000 tiền long sẽ đổi được 1 tiền bùa. Ngô Bình không có tiền long nên đành lấy một tờ biển bùa ra trả. Chủ quán chưa nhìn thấy tiền bùa bao giờ nên vội xua tay, nhiều quá, tôi không nhận được. Ngô Bình nói, không sao, nếu ông có tiền lòng thì trả lại cho tôi. Chủ quán lục khắp nhà mới thấy hơn 200.000 tiền long rồi đưa cả cho Ngô Bình. Ngô Bình nhận tiền xong thì chợt có tiếng bước chân vang lên ngoài cửa quán, tên ăn xin ban nãy đã quay lại, theo sau còn có hai người đàn ông trung niên khác. Tên ăn xin chỉ vào N rồi nói, anh Tư, là nó đấy ạ. Một người đàn ông trung niên cười lạnh rồi nói với Ngô Bình, thằng kia, dám động vào người của cái bang, mày cũng to gan đấy. Ngô Bình nhìn người đó rồi nói, cướp tiền giữa ban ngày ban mặt, còn coi luật pháp ra gì nữa không hả? Gã ta cười lạnh nói, luật pháp, thời nay khác rồi, mày phải biết là nắm đấm của ai mạnh hơn thì người ấy chính là luật pháp. Ngô Bình, thế thì chính là tôi rồi. Nói rồi, anh bước tới tát vào mặt gã đàn ông, gã bị tát lật mặt rồi bay lên cao, sau đó ngã mạnh xuống đất. Ngô Bình lại đá thêm cho gã ta mấy phát rồi nói, mau dẫn tôi đến cái bang. Gã đàn ông hoảng sợ, chính mày đòi đi đấy nhé, được, đi theo tao. Tuy Ngô Bình không phải thống đốc ở Giang Nam, nhưng anh từng sống ở đây nên cũng muốn lập lại trật tự cho nơi này. Vì thế, anh quyết định sẽ chỉnh đốn lại cái bang. Anh đi theo gã đàn ông hết hai con phố rồi tiến vào một khu dành cho người giàu ở. Nhưng khu này đã bị cái bang chiếm đóng, toàn ăn xin sống ở đây. Có một người đàn ông to béo khoảng hơn 50 tuổi đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách của một căn biệt thự, ông ta vừa ăn thịt gà vừa ôm người đẹp trong lòng. Đột nhiên gã đàn ông xông vào rồi gào lên, bang chủ, thằng này muốn gặp người. Người đàn ông to béo lử mắt nhìn Ngô Bình rồi cười lạnh nói, thằng kia, mày tìm tao hả? Ngô Bình hỏi, ông là bang chủ à? Người đàn ông to bé ném cái đùi gà trong tay đi rồi nói, đúng, tao là bang chủ của cái bang. Gã đàn ông kia vội nói, bang chủ, chính nó đã đánh chú Tư bị thương. Người đàn ông to béo đập bàn rồi mắng, láo lếu.
Cái bàn vỡ nát, ông ta bước nhanh về phía Ngô Bình. Nhưng khi còn cách anh khoảng 3, 4 mét thì chợt dựng tóc gáy, sau đó trán vã mồ hôi, mặt trợn trừng hỏi cậu. Quỳ xuống, Ngô Bình thờ ơ nói. Ông già to béo quỳ ngay xuống rồi run rẩy nói, không biết thượng tiên đến chơi, tôi đáng chết. Ông ta không biết tu vi của Ngô Bình đến đâu, chỉ biết mình không phải đối thủ của anh nên đã thay đổi cách xưng hô. Ngô Bình ngồi xuống sofa rồi lấy hạt dưa ra vừa cắn vừa nói, cái bang các người giỏi quá nhỉ. Dám cướp bóc ngay giữa ban ngày. Ông già to béo vội nói, chúng tôi sai rồi, sau này sẽ thay đổi ạ. Ngô Bình, khu này cũng là các người cướp đúng không? Ông già to béo lau mồ hôi, vâng. Ngô Bình, bảo người của ông trả lại hết số tiền đã cướp, sau đó rời khỏi khu này. Còn ông phải bị trừng trị. Dứt lời, anh điểm tay, người đàn ông to béo hét lên, sau đã bị hạ cấm chế. Ông ta run giọng hỏi, thượng tiên đã làm gì tôi vậy ạ? Ngô Bình, tôi đã hạ cấm chế trong người ông, sau này ông chỉ được làm việc tốt, nếu làm việc xấu thì sẽ đau đớn, sống không bằng chết. Người đàn ông to béo cảm thấy tuyệt vọng, nếu chỉ được làm việc tốt thì ông ta kiếm tiền kiểu gì? Ngô Bình hỏi, cái bang này của ông có bao nhiêu người? Người đàn ông, tôi có hơn 10.000 anh em. Ngô Bình thấy hơi bất ngờ, hơn 10.000 người thì là một môn phái lớn rồi, anh hỏi tiếp, ông có biết có chỗ nào xuất hiện lò luyện không? Nghe thấy Ngô Bình nhắc đến lò luyện, người đàn ông hào hứng nói, thượng tiên, hôm qua có người sai tôi đi hóng chuyện này. Tôi đã dặn các anh em bên dưới nếu ai có phát hiện gì thì phải về bẩm báo luôn rồi. Ngô Bình gật đầu, sau đó lấy 100.000 tiền bùa ra ném cho ông ta, đây là 100.000 tiền bùa, đổi ra được 5 tỷ tiền long, đủ để ông tiêu xài rồi. Nếu ông biết tin tức gì về lò luyện thì hãy bóp nát ngọc phù này, khi ấy tôi sẽ trọng thưởng cho ông. Người đàn ông mừng rỡ, bao ngày qua ông ta cướp bóc của nhiều người, nhưng cũng chỉ gom được mấy chục triệu thôi. Nhưng Ngô Bình cho ông ta những 5 tỷ, thế thì ông ta cần gì đi cướp nữa? Cứ cố gắng làm việc cho vị đại gia này thôi. Ngô Bình hỏi, giờ Giang Nam có tổng đốc không? Người của cái bang có thông tin rất nhanh nhạy, người đàn ông đáp, mới có một tổng đốc đến, nghe đâu cũng có lai lịch lắm, diện tích quản lý của tổng đốc này rất lớn, ngoài ra Giang Nam ra, còn có nhiều nơi nữa. Trong lúc họ nói chuyện thì bầu trời bên ngoài chợt tối sầm, Ngô Bình vội chạy ra ngoài xem thì thấy có một con sói khổng lồ màu đen ở trên trời, nó đang đánh nhau với một tu sĩ. Một người một sói đánh nhau đến trời đất quay cuồng. Đột nhiên người kia tung ra một chưởng, con sói nhanh chóng né đi, làm chưởng ấn rơi thẳng xuống đất, bên dưới chính là khu dân cư đông đúc, nếu cứ để thế này thì sẽ có rất nhiều người chết. Ngô Bình nổi giận rồi tung một chưởng lên cao, anh đã thi triển Như Lai thần chưởng. Một chưởng ấn khổng lồ tấn công lên cao, bàn tay và chưởng ấn va chạm rồi nổ tung. Cả người và sói đều tỏ vẻ kinh hãi rồi gào lên, xin tha mạng. Song đã muộn, Ngô Bình tức vì họ dám coi mạng người như cỏ rác nên đã tung một chưởng giết cả hai luôn. Quỳnh, người kia tung ra một pháp khí hộ thân, nhưng tiếc là vừa phản kháng lại thì pháp khí đã vỡ nát. Con sói gầm lên rồi phóng nguyên thần ra, định chặn đòn tấn công. Đoàng. Cơ thể của con sói nổ tung, còn đối thủ của nó là con người kia cũng mất mạng. Không ít tu sĩ dưới mặt đất đã chứng kiến cảnh này, ai nấy đều rất hoảng hốt. Con sói kia với Tiêu Cuồng Ba đều là cao thủ có số có má đấy, vậy là lại bị cùng một người giết chết tại chỗ, ai ra tay thế nhỉ? Bang chủ cái bang trông thấy cảnh này thì sợ đến run bần bật, sai đó quỳ xuống đất. Đúng lúc này, có một pháp thân nguyên anh to lớn xuất hiện trên không trung rồi gầm lên, kẻ nào giết cháu ta. Các tu sĩ trông thấy người đó thì bàn tán, tông chủ Tiêu Nộ Vân của Tiêu Môn kìa. Người này đến cảnh giới thiên tiên rồi đấy, có kịch hay xem rồi đây. Ngô Bình dậm chân rồi bay lên cao, đứng trước mặt Tiêu Nộ Vân. Tiêu Nộ Vân vốn đang vô cùng giận dữ, nhưng khi cảm nhận được khí tức mạnh mẽ của Ngô Bình thì chợt tái mặt. Sau đó chắp tay rồi run giọng nói, là cậu đã giết cháu trai của tôi ư? Ngô Bình thờ ơ đáp, đúng thế, đòn tấn công của anh ta suýt nữa đã hại chết không biết bao nhiêu người dân vô tội, ông là người lớn mà không biết dạy con cháu trong nhà à? Tiêu Nộ Vân vội nói, là tôi dạy cháu không nghiêm, may có cậu ra tay, không thì tôi cũng giết nó. Đây rõ ràng không phải lời nói thật lòng, nhưng lão ta có cảm giác chỉ cần Ngô Bình cử động ngón tay thôi là mình ra bã rồi. Ngô Bình, nếu ông biết sai rồi thì tự phế tu vi đi.
Tiêu Nộ Vân hoảng hốt nói, cậu bạn, con người phải có lòng khoan dung, cậu không nên bắt nạt người khác quá. Ngô Bình lạnh mặt nói, bắt nạt ư, những người dân bên dưới đã làm gì sai mà cháu ông suýt hại chết họ, đấy có phải bắt nạt người khác không? Tiêu Nộ Vân nghiêm túc nói, cậu bạn, tốt xấu gì tôi cũng đột phá đến cảnh giới thiên tiên rồi, dù tu vi của cậu cao đến đâu cũng không thể vô lễ với tôi vậy được. Ngô Bình cau mày, thế à, vậy để tôi xem ông mạnh thế nào. Tiêu Nộ Vân lùi lại hơn chục mét rồi nói, đứng im. Sau khi đột phá lên thiên tiên, tầng sinh mệnh của con người sẽ tăng lên, có thể thiên tiên cũng hơn hẳn các tu sĩ địa tiên bình thường. Đặc biệt là thiên tiên mở thế giới tâm linh, có thể vận chuyển sức mạnh tâm linh. Về lý thuyết thì dù 100 tu sĩ địa tiên hợp lực lại cũng không phải đối thủ của một tu sĩ thiên tiên. Quỳnh! Tiêu Nộ Vân không dám lơ là, lão ta thi triển sức mạnh trong thế giới tâm linh, sau đó giơ tay ra chộp về phía Ngô Bình, trói buộc. Một luồng sức mạnh ngang tàng xuất hiện, xung quanh Ngô Bình xuất hiện các sợi dây thừng, chúng chuyển hóa từ tiên lực tâm linh, uy lực không thể coi thường. Thấy thế, Ngô Bình vung tay lên, kiếm quang xuất hiện, tất cả dây thừng đều bị chém đứt. Tiêu Nộ Vân kinh ngạc nói, đứng yên. Lời nói của tu sĩ thiên tiên có trọng lực rất lớn, thật ra đó chính là tác dụng của tiên lực tâm linh, nhưng tiếc cho Tiêu Nộ Vân đã gặp phải Ngô Bình nên sức mạnh của lão ta không thể phá kiếm vực của Ngô Bình được. Ngô Bình hừ một tiếng rồi nói, thiên tiên thì sao nào? Ông cũng chỉ đến thế mà thôi. Thấy hai lần tấn công đều không làm gì được Ngô Bình, Tiêu Nộ Vân kinh hãi nói, cậu bạn, hôm nay là tôi sai. Biết sai thì phải sửa, ngoan ngoãn nhận trừng phạt, nói rồi, kiếm vực của anh đã bao trùm Tiêu Nộ Vân. Dưới kiếm ý mạnh mẽ, Tiêu Nộ Vân đã hoàn toàn khuất phục, lão ta thở dài nói, cậu bạn, tôi thật lòng biết lỗi rồi, xin cậu tha cho tôi. Ngô Bình cũng là người biết điều nên nói, tiêu môn của ông ở Giang Nam à? Tiêu Nộ Vân, vâng. Ngô Bình, ông là tu sĩ thiên tiên thì lẽ ra phải bảo vệ dân chúng ở đây mới phải. Tiêu Nộ Vân vội nói, cậu dạy rất đúng, từ giờ trở đi, tiêu môn sẽ dốc toàn lực để bảo vệ dân chúng ở Giang Nam, chắc chắn sẽ không để chuyện tương tự xảy ra nữa. Ngô Bình gật đầu, tôi sẽ chú ý đến ông đấy. Anh thu kiếm vực lại. Tiêu Nộ Vân chắp tay chào rồi chạy mất dạng vì sợ Ngô Bình đổi ý. Khi anh đáp đất thì bang chủ cái bang đã phục anh hoàn toàn, đến tu sĩ thiên tiên còn sợ Ngô Bình thì anh mạnh đến mức nào chứ? Ngô Bình đang chuẩn bị về Vịnh Bạch Long thì thấy có một vầng sáng chiếu xuống, sau đó có một cô gái xuất hiện. Nhìn thấy cô ấy, anh nhận ra ngay, đó chính là Tử Phi người trông coi Hoa Thiên Hồn. Tử Phi, mãi mới tìm được anh. Ngô Bình cười nói, sao cô biết tôi ở đây? Tử Phi, người vừa tung đòn tấn công kinh thiên động địa không phải anh à? Ngô Bình, không ngờ cô cũng ở Vân Kinh. Trong lúc nói chuyện, Ngô Bình phát hiện tu vi của Tử Phi đã đạt đến cảnh giới bất tử, hơn nữa trên người còn có khí tức thiên tiên. Cô sắp đột phá à, anh hỏi. Tử Phi, ừ, mấy ngày nữa, thiên nhất thần đan của tôi đâu? Ngô Bình lấy một viên đan dược ra rồi cười nói, tôi luyện xong lâu rồi, nhưng không thấy cô đến tìm. Tử Phi nhận lấy viên đan dược rồi nói, cảm ơn nhé. Đúng lúc này, lại có một ánh sáng chiếu xuống, có một người thanh niên nhìn Tử Phi rồi nói, sư muội, bạn em à. Ngô Bình thấy được sự đề phòng và cảnh giác trong mắt người thanh niên này. Tử Phi, vâng, sư huynh, để em giới thiệu, đây là Ngô Bình, thực lực cực mạnh luôn. Ngô Bình, đây là Lang Định Phi sư huynh của tôi. Người thanh niên không hào hứng với việc làm quen Ngô Bình. Sư muội, tiệc ở phủ tổng đốc sắp bắt đầu rồi, chúng ta mau đi thôi. Tử Phi gật đầu, Ngô Bình, tổng đốc Giang Nam mở tiệc đấy, anh đi không? Đúng lúc này, anh nhận được tin nhắn của Lý Ngạo Tiên. Biển Đông cũng thuộc phạm vi của Giang Nam, tổng bộ của Lý Môn được xây trên một hòn đảo, biết ở đó đang có việc, Ngô Bình nhanh chóng khôi phục dáng vẻ của Lý Huyền Bình rồi xuất hiện ở tổng bộ của Lý Môn ngay. Khi Ngô Bình bay đến bầu trời của đảo Lý thì thấy phía đông là biển cả bát ngát, đây mới là biển thật sự, vì nhìn mãi không thấy điểm cuối. Từ đảo Lý nhìn tiếp về phía đông sẽ thấy có rất nhiều đảo xuất hiện. Lý Ngạo Tiên và Lý Thanh Đế vội ra đón Ngô Bình rồi chào tông chủ. Ngô Bình, có phải thấy biển đông thật sự xuất hiện nên sốc quá không? Lý Ngạo Tiên, tông chủ, tôi đang định nói với anh là các đảo phía trước đã có các thế lực chiếm đóng rồi. Chúng tôi cho người sang đó giao lưu,
nhưng họ không hiếu khách, đã thể còn bảo chúng tôi mang xui xẻo tới. Ngô Bình cau mày, mọi người đã tra rõ tình hình xung quanh đây chưa? Lý Thanh Đế lấy một tấm bản đồ ra rồi nói, tông chủ, tôi mất 3 ngày mới vẽ được hết các đảo vào trong tấm bản đồ này. Ngô Bình nhìn thì thấy có không biết bao nhiêu đảo cả lớn và nhỏ ở đây, trong đó có mấy hòn đảo khá lớn, diện tích trên cả triệu cây em vuông. Lý Thanh Đế, tông chủ, tôi chỉ ghi lại các đảo có diện tích trên 10.000 cây em vuông thôi, đảo nhỏ quá thì tôi chỉ chấm một cái. Ngô Bình gật đầu, các đảo này đều là thế lực độc lập à? Lý Thanh Đế, có khá nhiều đảo gần nhau chung một thế lực, nhưng hầu hết là tồn tại riêng biệt. Nhưng tôi nghe nói gần như tất cả các thế lực đều phải dâng lễ cho Đông Hải Long Cung. Đông Hải Long Cung, Ngô Bình biết đại lục Côn Luân còn có 3 thế lực đỉnh cấp là Đông Hải Long Cung, Thiên Đạo Môn và Liên Minh Bộn Lạc ở miền Nam. Anh hỏi, trên các đảo này có cường giả không? Lý Thanh Đế, đảo to một chút thì thường có tu sĩ thiên tiên bán bộ, thậm chí là thiên tiên. Nếu là đảo nhỏ thì tu vi cao nhất chỉ tầm tầng thứ 7, 8 của cảnh giới địa tiên thôi. Ngô Bình, chờ khi nào rảnh, chúng ta sẽ chiếm thêm mấy đảo. Lý Ngạo Tiên, à tông chủ, hôm nay Tổng đốc Giang Nam gửi thư mời tới, mời anh tham gia tiệc ở chỗ họ. Nói rồi, hắn đưa thiệp mời cho Ngô Bình. Anh nhìn xong thì nói, người này có lai lịch thế nào? Hai người có biết không? Lý Ngạo Tiên, tôi nghe nói Tổng đốc này là người của tiên giới, là con trai của một vị thiên quân nào đó. Thực lực của người này rất mạnh, tu vi cảnh giới động thiên rồi, còn được sắc phong là thiên quân nữa. Ngô Bình, mục đích của bữa tiệc này là gì? Lý Ngạo Tiên, chắc muốn lôi kéo giới tu chân, vì muốn trị vì một nơi lớn như Giang Nam thì một mình sao làm được, phải cần nhiều người giúp sức. Ngô Bình cười lạnh, Tổng đốc của Giang Nam thì khổ rồi, nhưng muốn người khác giúp mình thì khó lắm. Khi họ đang nói chuyện thì có ánh sáng chiếu xuống, Lý Thanh Đế thấy thế thì nhăn mặt nói, là Lâm Tích Quân và Chu Chân Nhi đấy. Tông chủ, cứ vài 3 hôm họ lại đến một lần, mục đích là chờ anh xuất hiện, hôm nay tông chủ không thoát được rồi. Ngô Bình đau đầu, hai cô gái này vẫn tìm anh ư. Lần trước, họ đều đòi lấy anh, tuy anh đã từ chối, nhưng có vẻ như họ bỏ ngoài tai. Tông chủ. Lâm Tích Quân tươi cười nói, cuối cùng cũng chờ được anh về rồi. Chu Chân Nhi cũng cười nói, tông chủ, bố em bảo mấy ngày nữa sẽ đến gặp anh. Ngô Bình vội nói, hai cô tìm tôi có việc gì không? Lâm Tích Quân, bây giờ, thế giới đã thay đổi rất nhiều, nhà họ Lâm bọn em gặp rất nhiều vấn đề và cả nguy hiểm nữa. Vì thế, gia tộc muốn chúng ta nhanh chóng cử hành hôn lễ để cùng gánh vác gia tộc hai bên. Chu Chân Nhi, Chu Thị nhà em cũng thế, tông chủ, em không ngại việc anh có người phụ nữ khác đâu. Ngô Bình thở dài nói, này hai cô, tôi rất cảm kích thành ý của hai cô, nhưng chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được, mà chúng ta cũng có thân thiết đâu. Chu Chân Nhi cười nói, chúng ta ở cạnh nhau suốt mà, sao lại không thân? Sau đó, cô ta chạm vào má mình rồi nói, luận về nhan sắc thì Chu Chân Nhi em tự thấy không thua bất kỳ mỹ nhân nào trong thiên hạ, chắc chắn xứng với tông chủ mà. Lâm Tích Quân, em là người đẹp nhất trong gia tộc. Tông chủ, chúng ta ở bên nhau mới đúng là ý trời. Ngô Bình xua tay, hai cô này, nếu Chu Thị và Lâm Thị muốn hợp tác với Lý Môn thì tôi rất hoan nghênh, nhưng chúng ta không nhất thiết phải liên hôn đâu. Sau đó, anh nói, tôi còn phải đi tham gia tiệc của Tổng đốc, xin phép. Lâm Tích Quân, trùng hợp thế, em cũng được mời đấy, chúng ta cùng đi nhé. Chu Chân Nhi cũng nói, em cũng thế, đi thôi. Ngô Bình nhìn sang Lý Thanh Đế, nhưng mặt anh ta đỏ bừng vì nhịn cười. Anh sầm mặt nói, Lý Thanh Đế, hình như dạo này tu vi của anh không tăng thêm chút nào thì phải. Lý Thanh Đế chối ngay, tông chủ, tôi có tiến bộ mà, mấy hôm nữa là đột phá thiên tiên rồi. Ngô Bình, thế hả? Nào, để tôi kiểm tra thực lực của anh. Lý Thanh Đế hết hồn, anh ta biết Ngô Bình rất mạnh nên nói, không cần kiểm tra đâu ạ. Ngô Bình, phải kiểm tra chứ. Dứt lời, anh tung một quyền ra, Lý Thanh Đế phản ứng không kịp nên ăn trọn một đấm vào bụng. Anh ta hét lên đau đớn rồi bay ra xa. Bụp bụp. Ngô Bình tung các cú đấm ra nhanh như điện, sau khi tu luyện xong thần ma cửu biến, đến tu sĩ thiên tiên cũng không đỡ được chiêu thức của anh, nói chi là Lý Thanh Đế. Không lâu sau, Lý Thanh Đế đã bị đánh cho bầm dập, phải xin tha. Ngô Bình thở dốc,
bấy giờ mới thấy vui hơn rồi nói với hai cô gái, muộn rồi, đi thôi. Cứ thế, anh dẫn theo Lý Thanh Đế, Lâm Tích Quân và Chu Chân Nhi cùng đi dự tiệc. Phủ Tổng Đốc mới xây, một nửa trên hồ, một nửa dưới đất, diện tích thì lớn nên trông rất khí thế. Có rất nhiều người xếp thành hàng dài ngoài cửa, sau đó lần lượt đi vào bên trong. Thấy thế, Ngô Bình ngạc nhiên nói, đông thế. Chu Chân Nhi, bình thường mà, không biết có bao nhiêu người muốn lấy lòng Tổng Đốc. À, nghe nói Tổng Đốc này có quan hệ rộng ở tiên giới lắm, chắc sẽ có nhiều thiên tài ở đó đến đây tối nay. Lâm Tích Quân, hình như có hai người là thiên tài trên bảng chân quân và tiên quân đấy, còn một người đến từ âm dương giáo nữa. Dẫu sao Ngô Bình cũng là tông chủ của Lý Môn, Lý Thanh Đế lấy thiệp mời ra, một người nhận thiệp rồi nói, mời vào ở cửa ngách. Lý Thanh Đế sầm mặt nói, tông chủ nhà tôi có địa vị cao quý, sao lại đi cửa ngách? Mau mở cửa lớn ra. Đệ tử kia cười lạnh rồi ném thiệp mời xuống đất, tông chủ Lý Môn cái quái gì? Tuổi gì so với Tổng Đốc chứ, muốn vào thì ra chỗ cửa ngách xếp hàng, không thì biến đi. Quỳnh. Lý Thanh Đế tung một chưởng đánh bay cửa lớn rồi lạnh giọng nói, hỗn láo, to gan nhỉ. Người hầu tức giận, dám đánh tao, người nào dở thói ngang ngược ở phủ Tổng Đốc đều phải chết. Trong phủ Tổng Đốc, một bàn tay đỏ rực bay ra, đập mạnh về phía Lý Thanh Đế. Lý Thanh Đế hoảng hốt, người ra tay là một thiên tiên, dù anh ta có thể đỡ được đòn tấn công này thì cũng sẽ chật vật. Ngô Bình lập tức xuất hiện trước mặt Lý Thanh Đế, anh giơ tay, một bàn tay lớn có ánh sao bao quanh đỡ lấy một đòn của đối phương. Âm thanh cực lớn vang lên, bàn tay đỏ rực nát bét, còn bàn tay của anh tiếp tục đánh vào phủ Tổng Đốc, nện xuống đất rồi lại thu lại. Mọi người nhìn thấy một tu sĩ trung niên bị Ngô Bình lôi ra từ trong phủ Tổng Đốc, ông ta đang vùng vẫy trong tay anh, vẻ mặt hoảng hốt. Bàn tay lớn của Ngô Bình đập vào phiến đá nằm trên mặt đất. Lúc ra tay Ngô Bình thi triển nhị hướng huyền công đưa đối phương vào thế giới hai chiều, trở thành một bức tranh rồi in trên phiến đá, sau đó chỉ thấy trên phiến đá xuất hiện hình dáng một người, người đó đang động đậy nhưng dù vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát khỏi mặt phẳng hai chiều kia. Mọi người đều kinh ngạc, đây là thủ đoạn gì thế? Ngô Bình cao giọng nói, đây là cách tiếp đón khách của phủ Tổng Đốc sao? Lúc này một giọng nói vang lên, mở cổng lớn, đón khách quý vào. Người hầu sợ hãi vội vàng gọi người mở cổng lớn, lúc này Ngô Bình mới sải bước đi vào. Ánh mắt những người khác đều hiện lên vẻ ngưỡng mộ, vì từ trước đến nay, người bước vào được cổng lớn của phủ Tổng Đốc chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Người này là tông chủ Lý Thị à? Đúng thế, nghe nói thực lực rất mạnh, hơn nữa chỗ dựa cũng rất lớn. Thảo nào! Tông chủ đến ngày hôm nay không 100 cũng có 80 người nhưng cậu ta là người đầu tiên bước vào phủ Tổng Đốc. Ngô Bình vừa bước vào phủ Tổng Đốc là đã cảm nhận được một thần niệm cực mạnh đang quấn chặt lấy mình, chắc là một loại pháp trận nào đó. Pháp trận này nhắm vào anh và mấy người Lý Thanh Đế, tạo ra áp lực cực lớn, nếu không có thực lực đủ mạnh thì lúc này đã xấu mặt rồi. Ngô Bình phóng kiếm vực ra bao trùm lấy mấy người Lâm Tích Quân, Chu Chân Nhi. Mặc dù sức mạnh của pháp trận rất đáng sợ nhưng cũng không thể phá được phòng thủ của kiếm vực. Họ bình thản đi thẳng vào trong, nước một đoạn thì sức mạnh pháp trận đó biến mất, vì anh đã hội họp với một nhóm tu sĩ đi vào từ cửa hông trên đại lộ. Chu Chân Nhi và Lâm Tích Quân nhìn nhau mỉm cười, người đàn ông mạnh như thế mới xứng với bọn cô. Lúc này người xung quanh đều nhường đường, không dám đứng quá gần Ngô Bình, dù sao anh cũng bước vào từ cổng lớn, đã không phải là sự tồn tại cùng cấp bậc với họ. Đi xuyên qua hành lang, phía trước là một quảng trường cực lớn, bấy giờ đã có rất nhiều người đứng trên quảng trường như đang đợi gì đó. Có hai người hầu đứng chỗ hành lang, người hầu nhìn Ngô Bình nói, anh là người đi vào từ cổng lớn thì có thể tới thẳng đại sảnh. Nói rồi một người hầu trong đó đi trước dẫn đường, thế là mấy người Ngô Bình đi xuyên qua quảng trường và đám đông, trực tiếp đến một cung điện rất lớn. Cửa chính cung điện rộng mấy chục mét, bên trong rất rộng. Lúc này đã có 100 người đứng bên trong. Nơi ấy không có chỗ ngồi, mọi người chỉ có thể đứng thành nhóm nhỏ tán gẫu. Mấy người Ngô Bình đi vào cũng không thu hút sự chú ý của họ, những người này vừa nói vừa cười, có không ít người quen mặt. Chu Chân Nhi và Lâm Tích Quân đều là phụ nữ xinh đẹp bậc nhất, nhanh chóng có người để ý đến cả hai. Mấy công tử thanh niên mỉm cười đi đến chào hỏi với hai cô ta. Những người đàn ông khác không thể lọt nào mắt xanh của Chu Chân Nhi và Lâm Tích Quân được nữa,
thấy họ đến, hai cô gái ngược lại cảm thấy chán ghét. Chu Trân Nhi ôm lấy cánh tay trái của Ngô Bình nói, anh Lý, người ở đây nhiều quá. Lâm Tích Quân cũng không cam lòng ôm chặt lấy cánh tay phải của Ngô Bình nói, anh Lý, anh đánh người ta thành bức tranh đó là chiêu gì vậy? Ngô Bình, nhị hướng huyền công, tôi cũng vừa học được không lâu. Mấy cậu thanh niên đều cảm thấy mất mát, hóa ra là hoa đã có chủ. Phần lớn trong đó biết khó mà lùi bước nhưng cũng có người không từ bỏ, thậm chí nảy ra địch ý với Ngô Bình. Người anh em này tên là gì nhỉ? Một thanh niên đi đến trước mặt Ngô Bình, nhìn anh bằng ánh mắt gần như khiêu khích. Người tu có tu vi không yếu, đã là địa tiên cảnh giới động thiên, hắn ta còn cố ý phóng khí tức của ra muốn áp đảo Ngô Bình. Nhưng tiếc là trong mắt Ngô Bình, hắn ta chỉ là một tên hề không hơn không kém. Lý Huyền Bình, anh nói. Lý Huyền Bình, ha ha, chưa từng nghe nói đến, chắc cũng chẳng phải nhân vật tầm cỡ gì nhỉ, đối phương kiêu ngạo nói, tôi là Bạch Văn Kính, nhà họ Bạch tôi là gia tộc tu hành, bố là bán bộ thiên tiên. Lý Thanh Đế hừ một tiếng, bán bộ thiên tiên có gì lợi hại, tông chủ nhà tôi chỉ vung tay một cái là có thể áp đảo. Đối phương biến sắc, một tay là có thể áp đảo bán bộ thiên tiên. Ha ha, anh khoác lác mà chẳng chịu tìm hiểu gì cả. Lý Thanh Đế lạnh nhạt nói, khoác lác, anh đến chỗ phiến đá trước cổng phủ tổng đốc mà xem, nơi đó có một thiên tiên bị tông chủ của tôi hạ gục đấy. Có người đuổi đến từ phía sau nghe được những lời này bèn nói, tôi có thể làm chứng, anh Lý đây quả thật đã chấn một cao thủ trên phiến đá trở thành một bức tranh, vì thế phủ tổng đốc mới mở cổng lớn đón anh Lý vào đây. Bạch Văn Kính kinh ngạc, một tay chấn áp thiên tiên. Sao có thể được? Ngô Bình cũng lười giải thích, anh vung tay lên. Vài cái bàn, cái ghế xuất hiện, sau đó anh pha trà tiên mời Chu Trân Nhi, Lâm Tích Quân ngồi thưởng thức. Ngoài trà tiên còn có dưa và trái cây sấy khô do anh làm ra, tất cả đều rất ngon. Không lâu sau người xung quanh đều ngửi được mùi thơm của trà, một người phụ nữ xinh đẹp mặc váy đỏ đi tới, cô ta khom người với Ngô Bình, mùi trà của anh thơm ngát, lưu hương lâu, chắc là trà nổi tiếng. Ngô Bình nhìn đối phương nói, trà này là tôi mua ở Mạng Tiên, mùi vị cũng được. Cô có thể ngồi xuống cùng thưởng thức. Người phụ nữ mừng rỡ, cảm ơn anh. Đám Ngô Bình ngồi vây quanh thưởng thức trà khiến người xung quanh rất ngưỡng mộ vì họ không uống nổi trà này. Người phụ nữ tự giới thiệu, cô ta tên là Thượng Băng Tiệp, là đệ tử của tông môn hạng nhất tiên đạo. Thượng Băng Tiệp, bản lĩnh 7 giờ mà tông chủ Lý sử dụng ở ngoài cổng khiến tôi rất bái phục. Tôi nghe sư tôn nói địa tiên mạnh mẽ cũng có thể đánh lại thiên tiên, xem ra đều là thật. Lý Thanh Đế, sư tôn của cô là người có thưởng thức, thật ra ở thời kỳ cổ đại, địa tiên và thiên tiên không thể phân thắng bại vì mỗi cảnh giới của địa tiên đều có thể sinh ra cường giả tuyệt thế, chẳng hạn có người thần biến tầng 5 thì có nguyên thần mạnh tuyệt thế, chẳng hạn có người là long biến tầng 3 thì có sức mạnh chân long, còn có cảnh giới động thiên, cảnh giới thần tàng, mỗi cảnh giới đều có vô vàn khả năng. Thượng Băng Tiệp, tiếc là bây giờ tu sĩ đã rất ít người có thể làm được thế. Nghe đồn thời đại cổ xưa có địa tiên lợi hại có thể khiêu chiến với Đại La Kim Tiên. Ngô Bình cười nói, đó là vì ở mỗi cảnh giới của địa tiên, nếu có thể chăm chỉ tu luyện, chuyên sâu hơn thì có thể khôi phục một vài sức mạnh của chân nhân thái cổ. Đây mới là mục tiêu cuối cùng và chân chính của tu luyện, nhưng tiếc là đa số chỉ theo đuổi việc thăng cấp về cảnh giới mà bỏ qua bản chất của tu hành. Mắt Thượng Băng Tiệp phát sáng, nghe anh nói thế thì tôi đã hiểu ra. Chu Trân Nhi, tức là nếu cảnh giới địa tiên đủ mạnh thì không cần trở thành thiên tiên nữa phải không? Ngô Bình, thiên tiên là cấp bậc sinh mệnh cao hơn, tại sao không tu luyện? Sau khi nền tảng địa tiên giới vững chắc, trở thành thiên tiên thì cũng sẽ càng mạnh hơn. Đúng là nực cười, một đám địa tiên lại ở đó ngạo mạn bàn luận về thiên tiên, nói vớ vẩn gì mà địa tiên giống thiên tiên, hơ hơ. Đột nhiên một giọng nói đầy vẻ chế giễu vang lên. Ngô Bình nhìn sang. Người nói là một người đàn ông cao lớn, hắn đứng cách đó không xa, đang khinh thường nhìn mấy người họ. Lý Thanh Đế cười nhạo, người có kiến thức hạn hẹp thì không xứng nói chuyện ở đây, anh không hiểu thì bọn tôi cũng không có nghĩa vụ dạy anh. Đối phương nổi giận, này, mày nói ai là kiến thức hạn hẹp? Lý Thanh Đế lạnh nhạt đáp, nói anh kiến thức hạn hẹp đã là nể mặt lắm đấy, nói đúng hơn thì anh còn chẳng có kiến thức nữa kìa. Người xưa nói phù du tuy sớm nở tối tàn. Không nhìn thấy mặt trời của ngày hôm sau, có lẽ là nói anh đó. Láo xược, người này bị chọc giận, bước đến trước bàn, giơ tay ra định lật bàn trà của Ngô Bình. Nhưng hắn vừa giơ tay ra,
xung quanh đã bị kiếm vực của Ngô Bình bao phủ lấy, hắn bỗng chốc không thể động đậy. Tu vi của hắn không thấp, đã là địa tiên cảnh giới bất tử nhưng bây giờ dù vùng vẫy thế nào cũng không động đậy được. Lý Thanh Đế chế giễu, thế nào? Cảm nhận được uy lực của nguyên thần mạnh mẽ rồi chứ? Lúc này cả đại điện bỗng rung chuyển, khí tức đáng sợ ập xuống, một luồng sáng chiếu xuống giữa đại điện, trong ánh sáng đó có ba bóng người chậm rãi từ trên trời đáp xuống, khí tức đáng sợ đó là do ba người này phát ra. Chu Chân Nhi, chắc họ là thiên tài tiên giới trong truyền thuyết, quả nhiên rất mạnh. Ba người này vừa xuất hiện, mọi người đều im phăng phắc, ánh mắt đều nhìn sang phía ba người này. Người ở giữa rất trẻ, hắn ta chắp tay lại với mọi người, các vị, tôi là Bách Lý Xuân Sơn Tổng Đốc Giang Nam, hai vị bên cạnh tôi, một người là anh Trung Trung Tuần Nhất là người xếp thứ 94 trên bảng tiên quân và anh Lục Lục Hạo Dương xếp thứ 183 trên bảng chân quân. Giới thiệu xong hai thiên tài bên cạnh, Bách Lý Xuân Sơn cười nói, hôm nay mời các vị đến đây là mong các vị có thể cống hiến một phần sức lực cho sự phát triển và tương lai của Giang Nam. Hắn ta vỗ tay. Lập tức có hai thuộc hạ khiêng một cái thùng gỗ lớn xuất hiện, Bách Lý Xuân Sơn nói, các vị, ai có tiền thì đưa tiền, không có tiền thì giao người, đây là thùng quyên góp, các vị có thể bắt đầu rồi. Mọi người đều bàn tán, náo loạn một hồi thì ra vị tổng đốc này đến thu tiền. Chu Chân Nhi cười mỉa, thấp giọng nói, nghe nói Hoàng đế Long Quốc đều là hứa suông hứa lèo, xem ra tổng đốc Giang Nam cũng vậy. Ngô Bình cũng được bổ nhiệm làm tổng đốc, cần người không có người. Cần tiền không có tiền, cái gì cũng đều do anh tự chuẩn bị. Anh nói, bảo những người này đưa tiền e là hơi khó. Quả nhiên mọi người ở đó không ai bước ra cả, vị Lục Hạo Dương ở trên bảng chân quân chỉ một người gần nhất nói, bắt đầu từ cậu đi. Đây là một thiếu niên, cậu ta hơi sợ, bước ra nói, tôi không đem theo tiền. Lục Hạo Dương hỏi, cậu tên gì? Xuất thân thế nào? Thiếu niên nói, bố tôi là tông chủ nhà họ Niên. Lục Hạo Dương, tông chủ sao? Vậy thì quyên góp 1 tỷ tiền bùa đi. 1 tỷ tiền bùa, nói nhiều không nhiều mà cũng chẳng ít. Thiếu niên nói, nhà họ Niên rất ít người, không có 1 tỷ đâu, mong. Lục Hạo Dương lạnh lùng nói, không có tiền thì giao người ra, bảo nhà họ Niên các cậu phái ra 30 tu sĩ từ cảnh giới linh biến trở lên đến làm người hầu miễn phí. Nghe nói phải cứ 30 người đến, thiếu niên lộ ra vẻ khổ sở, chuyện này, tôi không quyết định được. Phải về báo lại. Lục Hạo Dương, một là đưa tiền, hai là giao người ra, hai chọn một. Cậu lập tức liên hệ với nhà họ Niên, cho cậu 1 ngày để đem tiền đến hoặc là đưa người đến. Sau đó hắn ta chỉ vào người thứ hai, cũng đưa ra yêu cầu có nội dung tương tự nhưng với những thế lực khác nhau thì sẽ đưa ra cái giá khác nhau. Thế lực nhỏ thường chỉ thu 1 tỷ tiền bùa, còn thế lực lớn hơn một chút có thể là hàng tỷ tiền báu. Lúc này đến lượt một người trung niên bị gọi tên. Người đó lập tức nói, xin lỗi, bọn tôi không có tiền cũng không có người. Bách Lý Xuân Sơn nói, vậy à, vậy thì đắc tội rồi, người đâu, nhốt vào thủy lao. Ngay lập tức có hai cao thủ xuất hiện đè người trung niên xuống. Bách Lý Xuân Sơn nói, nếu người lúc nãy muốn đi thì bắt người nhà ông ta đem tiền đến chuộc, ông ta vốn dĩ chỉ cần trả 1 tỷ tiền bùa là được, giờ không có 2 tỷ ông ta thì không thể ra khỏi phủ tổng đốc. Mọi người đều nhìn nhau. Phủ tổng đốc này cũng vô lý quá. Lúc này Trung Tuần Nhất người được xếp hạng trên bảng tiên quân quét mắt nhìn người mọi lạnh nhạt nói, trước đó có người ra tay đánh cao thủ phủ tổng đốc bị thương, bây giờ có thể bước ra đây quyên tiền rồi. Chắc chắn những lời này là nói với Ngô Bình, vì chỉ có anh ra tay trấn áp một người trên phiến đá. Ngô Bình bước ra nói, muốn tiền, không có, muốn người, cũng không có đâu. Thật ra mọi người đều đang đợi Ngô Bình, xem anh đối phó thế nào. Nếu anh có thể chịu được áp lực thì những người khác sẽ dễ nói chuyện, nếu ngay cả anh cũng không chống đối được thì mọi người chỉ đành chịu thua. Bách Lý Xuân Sơn cười mỉa, trước đó không động vào anh là vì muốn cho anh một cơ hội. Thế lực của nhà họ Lý rất lớn, ít nhất phải quyên 10 tỷ tiền báu nhưng anh dám ra tay với người của phủ tổng đốc thì phải gấp đôi, bây giờ anh phải đưa 20 tỷ tiền báu mới có thể sống sót rời khỏi đi. Ngô Bình lộ ra vẻ mặt như đang nhìn tên ngốc nói, anh nghĩ mình là ai? Anh kêu tôi đưa 20 tỷ thì tôi sẽ đưa sao? Dù anh là con trai tôi cũng không thể nữa kìa. Bách Lý Xuân Sơn nổi giận, tông chủ Lý, anh chắc là muốn khiêu chiến với bọn tôi sao? Ngô Bình, anh nghĩ kéo theo hai người vô dụng trên bảng thiên quân và bảng chân quân đến là có thể áp đảo được à?
anh cũng xem thường anh hùng trong thiên hạ quá đấy. Trung Tuần Nhất lạnh lùng nói, nếu cậu không biết sống chết như thế thì tôi chỉ đành ra tay với cậu. Nói rồi Trung Tuần Nhất bỗng vỗ tay, dưới chân Ngô Bình bỗng xuất hiện hai bàn tay lớn, trái phải hợp lại thành ở giữa muốn ép anh lại. Đây là tuyệt học mà Trung Thần Nhất giỏi nhất, tên là Đại Trấn Nguyên Thủ, hắn từng áp đảo hư tiên bằng thuật này, uy lực vô cùng hung hãn. Thế nhưng hai bàn tay lớn này vừa hợp lại với nhau, một kiếm quang xoẹt qua, bàn tay lớn bị đứt thành 4-5 mảnh, Trung Thuần Nhất lảo đảo lùi về sau. Không thể nào, Bách Lý Xuân Sơn rất kinh ngạc, hắn ta biết Trung Thuần Nhất mạnh thế nào, một đòn vừa rồi thế mà không thể hạ được đối phương. Ngô Bình, nơi này được xây dựng tốt quá, không thi triển được. Họ Trung kia, chúng ta lên không trung so hai chiêu, tôi mà không đánh anh thảm hại thì hôm nay sẽ tặng cho anh 200 tỷ. Trung Thuần Nhất cảm giác như bị sỉ nhục, nghiêm giọng nói, được. Tôi muốn xem thử một tên ở hạ giới như anh có thể có bản lĩnh gì. Mặt đất rung chuyển, hai người bay lên nóc đại điện rồi bay lên không trung. Những người khác cũng chạy ra ngoài, họ đều không muốn bỏ lỡ trận đánh thú vị này. Người trên bảng tiên quân đều là kỳ tài cái thế, tông chủ Lý có thể đánh lại họ sao? Trông tông chủ Lý cũng có vẻ là một cao thủ, nếu hắn ta không chắc chắn thì sao lại dám buông lời thách thức chứ? Chậc chậc, có kịch hay rồi đây. Các cậu nói xem nếu tông chủ Lý đánh bại vị tiên quân này thì hậu quả sẽ thế nào? Đánh bại thì đã sao? Thế lực đằng sau những người này đều không hề đơn giản, tông chủ Lý sẽ không có kết cục tốt được đâu. Không thể nói vậy được. Nếu như tông chủ Lý có thể đánh bại người bên cạnh tiên quân thì chứng tỏ hắn ta là cấp thiên kiêu. Các cậu nghĩ thế lực như thế nào mà lại dám ra tay với thiên kiêu? Có vị thiên kiêu nào mà không có thế lực lớn đứng đằng sau chống lưng không? Nói có lý, xem ra vị tông chủ Lý này cũng là một nhân vật lớn. May mà có hắn ta, nếu không thì với cục diện hôm nay, tất cả chúng ta đều sẽ phải xui xẻo. Đúng thế, yêu cầu lấy ra nhiều tiền như thế chỉ trong nháy mắt. Phủ tổng đốc quá đáng thật. Hy vọng tông chủ Lý có thể giành được phần thắng, giúp chúng ta xả cơn giận. Vẻ mặt Bách Lý Xuân Sơn rất nặng nề, hắn ta nhìn Ngô Bình và Trung Tuần Nhất đang đối đầu nhau mà nói, anh Lục, tình hình không ổn rồi. Lục Hạo Dương cũng trao chặt mày, không ngờ chỗ quỷ quái này cũng có thiên tài như hắn ta. Lúc nãy tôi đã cảm nhận được khí tức kinh khủng của hắn ta, dường như không kém hơn anh Trung đâu. Bách Lý Xuân Sơn nheo mắt, lát nữa xem tình hình. Nếu thật sự không ổn thì chỉ có thể dùng lá bùa đó để giết người này. Trung Tuần Nhất thì nhìn Ngô Bình chằm chằm, có thể ép tôi dùng hết sức thì cũng đủ để cậu nên tự hào rồi. Ngô Bình bình thản đáp, tốt nhất anh nên dùng hết sức, nếu không thì sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Trung Tuần Nhất chắp tay, vô số phù văn bỗng hiện lên khắp cơ thể, một luồng khí tức khủng khiếp xuất hiện, trên bầu trời có đến mấy trăm nghìn bóng dáng lộ diện, những bóng dáng đó đều không lộ rõ mặt. Tất cả đều nhìn Ngô Bình hằm hằm, nguyền rủa anh. Bỗng dưng có vô số âm thanh hiện lên trong đầu Ngô Bình, sức mạnh của nguyền rủa khiến anh rất khó chịu. Nhưng anh là người từng trải qua thần ma cửu biến, lời nguyền còn con này đối với anh mà nói cũng chỉ có thể khiến anh khó chịu mà thôi. Im miệng. Ngô Bình hét lên, thần niệm đáng sợ biến thành những bàn tay trên không trung, bịt chặt những cái miệng đang nguyền rủa anh lại. Cảnh tượng buồn cười xuất hiện. Mấy trăm nghìn khuôn mặt trên không trung đều bị bịt chặt miệng, không thể thốt lên thành tiếng. Mấy trăm nghìn cái miệng này là do pháp lực của Trung Thuần Nhất biến thành nên điều này đồng nghĩa với việc pháp lực của hắn đã bị chế ngự, hắn lập tức cảm thấy khó chịu rồi hộc máu. Không chơi với anh nữa, xuống đi. Ngô Bình tung một đấm, một quyền ấn liền xuất hiện trên đỉnh đầu của Trung Thuần Nhất, hắn chỉ kịp đưa cánh tay trái lên đỡ thì cả người đã bị đấm rơi xuống. Trung Thuần Nhất đập mạnh xuống đất như một viên thuốc nổ, hắn run bần bật, hơn nửa số xương cốt đã bị nứt gãy, đau đớn vô cùng. Bách Lý Xuân Sơn giật mình, hét lên, chết đi. Hắn ta vung tay, một lá bùa màu vàng bay ra, bao trùm lên người Ngô Bình. Ngô Bình có thể cảm nhận được bên trong lá bùa có chứa khí tức cảnh giới đại la, uy lực lớn đến mức đủ để giết chết thần tiên. Anh hơi chau mày, lấy bùa thần Ngọc Hoàng Hiển Thánh như ý ra. Lạnh lùng nói, chắn. Một lá chắn khổng lồ xuất hiện phía trước mặt Ngô Bình, chặn đứng phủ quang vàng lại. Lá bùa vàng đó không ngừng phát ra sát quang màu vàng, sát quang gặp phải lá chắn thì biến mất hết, hoàn toàn không thể làm Ngô Bình bị thương. Lá bùa đó không thể dùng quá lâu,
chưa được 10 giây thì đã không còn ánh sáng rồi biến mất trên không trung. Lúc Ngô Bình cất tấm chắn và nhìn lại thì phát hiện Tổng đốc Giang Nam Bách Lý Xuân Sơn đã không thấy đâu nữa. Thì ra hắn ta thấy sát phủ của mình không giết được Ngô Bình, biết ngay là sẽ không ổn nên đã lập tức dắt theo đồng bọn rời khỏi phủ Tổng đốc. Không ai ngờ Tổng đốc lại chạy mất, chuyện này khiến mọi người cảm thấy vừa bất ngờ vừa buồn cười. Mọi người thi nhau đến chúc mừng Ngô Bình bằng đủ kiểu nói mỹ miều. Ngô Bình thì lại cảm thấy rất vô vị, anh để Lý Thanh lại ứng phó còn mình thì rời khỏi đó. Khi anh ra khỏi phủ Tổng đốc thì Chu Chân Nhi và Lâm Tích Quân đuổi theo. Chu Chân Nhi, anh Bình, thần lực kinh của nhà họ Chu chúng em có uy lực bất phàm, tư chất của anh tốt đến thế, nhất định có thể tu luyện thành công. Lâm Tích Quân nói, tu luyện thiên huyết kinh của nhà họ Lâm tôi vẫn hay hơn, cao cấp hơn cả thần lực kinh. Chu Chân Nhi giận dữ nói, Lâm Tích Quân, cô cứ phải giành với tôi sao? Lâm Tích Quân lạnh lùng đáp, đàn ông ưu tú thì có ai lại không cần. Chu Chân Nhi, cô muốn ăn một mình thì tham lam quá đấy. Ngô Bình đau đầu, có điều anh lại khá hứng thú với thần lực kinh và thiên huyết kinh này. Anh hỏi, tôi nhớ các cô nói trước giờ có rất ít người có thể luyện thành công thiên huyết kinh đúng không? Lâm Tích Quân, tư chất của anh Bình tốt vậy, nhất định sẽ thành công. Chính vào lúc đó, bùa ngọc trên người Lâm Tích Quân bỗng sáng lên, cô ta cầm ngọc phù lên, bên trong có giọng nói lo lắng và vô số tiếng hét thảm thiết truyền ra. Tích Quân, tuyệt đối đừng quay về, có kẻ địch mạnh tấn công đại trận hộ tông của nhà họ Lâm. Đối phương chỉ kịp nói được câu đó thì đã phải tiếp tục chiến đấu. Lâm Tích Quân sốt ruột, bố, chuyện gì thế? Bố! Ngô Bình chau mày, nói cô Lâm, nhà cô gặp chuyện, về xem thử đi. Lâm Tích Quân lo lắng đến phát khóc, nói anh Lý, thực lực của anh mạnh đến thế, xin anh hãy giúp nhà họ Lâm đi. Hai người họ không qua lại nhiều nhưng cũng có thể xem là bạn, Ngô Bình thở dài, nói, dẫn đường đi. Tiếp ngay đó, một luồng kiếm quang cuốn lấy Lâm Tích Quân, bay về phía phủ nhà họ Lâm. Hai người họ rời đi thì Chu Chân Nhi đã ngây ra một lúc rồi nói, chắc đến 8-9 phần nhà họ Lâm bị tấn công là vì có người nhằm vào thiên huyết kinh. Không được, mình phải lập tức về nhà họ Chu ngay. Độn pháp của Ngô Bình cực nhanh, chớp mắt đã đến bầu trời trên nhà họ Lâm. Anh nhìn thấy hàng trăm tu sĩ đang chém giết ở nhà họ Lâm, khắp nơi trên mặt đất đều là xác chết. Phải biết rằng, những người sống trong phủ họ Lâm đều là tinh anh của nhà họ Lâm nên đương nhiên, sau khi trận đồ sát này kết thúc, nhà họ Lâm sẽ tổn thất nghiêm trọng. Lâm Tích Quân hét lên, đám chó nhà các người. Cô ta vừa nói vừa xông về phía một người trong số đó. Thực lực của những kẻ xâm lược rất cao cường, một người trong số đó vung tay, một luồng đao quang liền chém về phía Lâm Tích Quân. Lâm Tích Quân không chống đỡ nổi, lúc sắp sửa bị giết thì Ngô Bình bỗng xuất hiện, vung tay một cái, đao quang đó liền tan biến ngay. Ti lăng lăng. Anh phóng ra hóa thân kiếm đạo, luồng kiếm quang phóng ra, những kẻ xâm lược ở nơi mà nó đi qua đều lần lượt đứt tay, đứt chân, đứt đầu, không có ai là ngoại lệ. Trong đó có hai cao thủ cấp thiên tiên cũng chỉ có thể đỡ được một đòn, sau đó thì bị chém đứt tay chân. Hai người đó kinh ngạc, đồng thanh hét lên, có cao thủ, mau chạy thôi. Cả đám người chỉ còn lại hơn 10 người sống sót bỗng tháo chạy ra ngoài. Lâm Tích Quân ngây người ra. Đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy hóa thân kiếm đạo của Ngô Bình, khí tức như rồng, sát khí ngút trời, nhiều cao thủ như vậy mà lại không ai là đối thủ của anh. Mạnh quá đi! Cô ta thốt lên. Lúc này, phủ họ Lâm có mấy người phóng ra, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên, hắn ta nhìn thấy Ngô Bình và Lâm Tích Quân thì kinh ngạc, nói Tích Quân, vị công tử này là ai? Thực lực mạnh thật đấy! Lâm Tích Quân vội đáp bố, đây là tông chủ Lý Lý Huyền Bình, anh Lý. Đây là bố tôi, Lâm Ngọc Đường. Lâm Ngọc Đường vội lạy, đa tạ ơn cứu mạng của cậu, tôi đại diện cho 13 triệu người của nhà họ Lâm xin hành lễ với cậu. Họ Lâm cũng là họ lớn, cả thế giới có hơn 20 triệu nhân khẩu. Hôm nay nếu không nhờ Ngô Bình xuất hiện thì tinh anh của nhà họ Lâm đều sẽ mất mạng, họ không thể nào không cảm kích. Ngô Bình nói, tông chủ Lâm khách sáo rồi, mấy người lúc nãy là ai? Tại sao lại tấn công nhà họ Lâm? Lâm Ngọc Đường thở dài, họ là cao thủ của huyết Hà Tông, lần này họ đến là vì muốn cướp thiên huyết kinh của nhà họ Lâm chúng tôi. Nói chuyện vài câu, Lâm Ngọc Đường vội mời Ngô Bình đến đại sảnh ngồi. Nhưng nhà họ Lâm có không ít người tử trận, kế tiếp còn phải giải quyết nhiều việc nên bèn để Lâm Tích Quân đi theo,
còn ông ta thì đi xử lý những người thương vong trước, trấn an người nhà. Lâm Tích Quân rất cảm kích Ngô Bình, nói anh Lý, hôm nay may có anh ra tay, nếu không nhà họ Lâm em hôm nay đã ngập trong biển máu rồi. Ngô Bình, nhà họ Lâm không có thiên tiên trấn giữ sao? Lâm Tích Quân thở dài, trở thành thiên tiên khó cỡ nào, nhà họ Lâm chỉ là tạm thời tập hợp vài người lại, mục đích là tự bảo vệ. Nhưng nếu phải đối mặt với đối thủ hùng mạnh, thì chúng tôi vẫn không thể chịu nổi dù một đòn. Ngô Bình, tại sao Huyết Hà Tông lại muốn lấy thiên huyết kinh của nhà họ Lâm? Bộ thiên huyết kinh này, sao nhà họ Lâm lại có được? Lâm Tích Quân, thiên huyết kinh là công pháp vô thượng của huyết tổ năm xưa, nhà họ Lâm tôi vô tình tìm được. Huyết tổ cũng họ Lâm, tu vi cực cao, Huyết Hà Tông nắm trong phần còn lại của thiên huyết kinh nên mới được thành lập tông môn truyền thừa, bọn họ đương nhiên là muốn đoạt lấy toàn bộ thiên huyết kinh. Nói một hồi, một người làm gọi Lâm Tích Quân đi, ở bên kia, Lâm Ngọc Đường và vài thành viên cốt cán của nhà họ Lâm đều có mặt, vẻ mặt bọn họ rất nghiêm túc. Tích Quân, con cũng thấy rồi, hiện tại thế đạo tàn khốc ra sao, nhà họ Lâm chúng ta suýt nữa đã bị diệt, nếu không phải tông chủ Lý Trượng Nghĩa ra tay, có thể con đã thấy được bố nữa rồi, Lâm Ngọc Đường nói, giọng điệu nặng nề. Lâm Tích Quân gật đầu, đúng vậy, chúng ta nên cảm tạ tông chủ Lý. Lâm Ngọc Đường, bởi vậy có thể thấy, thực lực nhà họ Lâm hiện tại rất yếu, cho nên cần tìm một chỗ dựa vững chắc. Nhớ đâu lại xảy ra chuyện nguy hiểm như vậy nữa, có chỗ dựa sẽ cứu giúp chúng ta một mạng. Lâm Tích Quân không ngốc, cô ta nhìn bố mình, bố nói tông chủ Lý sao? Lý Ngọc Đường gật đầu, bố và các vị tông lão đã thương lượng rồi, quyết định để con gả cho tông chủ Lý, mà của hồi môn đem theo là huyết thiên kinh cùng với một bình máu tổ tiên do huyết tổ để lại. Lâm Tích Quân kinh ngạc, bố à, máu tổ tiên là bảo vật vô thượng, bố muốn đưa cho tông chủ Lý. Lâm Ngọc Đường thở dài, có máu tổ tiên thì được gì? Nhiều thiên tài chúng ta đã chết mất rồi, tông chủ Lý này là thiên kiêu vô thượng, nếu cậu ta đồng ý tu luyện, nhất định sẽ thành công. Mà thân là con rể nhà họ Lâm chúng ta, cậu ta cũng phải bảo vệ họ Lâm chúng ta sống sót. Lâm Tích Quân, nhưng mà, tông chủ Lý sẽ chấp nhận sao? Lâm Ngọc Đường, Tích Quân, sống chết mấy thế hệ của nhà họ Lâm, bây giờ đều nằm trong tay con. Lâm Tích Quân rất kinh ngạc, cô ta thở dài nói, để con thử xem sao. Lâm Ngọc Đường lấy ra một miếng thủy tinh màu máu cùng với một lọ màu vàng, đây là máu tổ tiên và thiên huyết kinh, con cứ đưa cho tông chủ Lý. Khi Lâm Tích Quân quay lại, Ngô Bình nhìn thấy trong tay cô ta cầm theo một miếng thủy tinh và một lọ màu vàng. Không đợi anh hỏi, Lâm Tích Quân đột nhiên lao vào lòng anh, ôm chặt lấy eo anh. Ngô Bình ngây người, nói, cô Lâm, cô đang làm gì vậy? Anh Lý, để em làm người phụ nữ của anh đi. Nữ theo đuổi nam như cách tầng xa, Lâm Tích Quân này vốn là cô gái đẹp nhất nhà họ Lâm, hôm nay lại chủ động lao vào lòng mình, Ngô Bình cũng có chút vui vẻ. Không biết từ lúc nào, người hầu đã đi hết, Ngô Bình gần như bị đẩy vào phòng ngủ của Lâm Tích Quân. Bỗng nhiên, Lâm Tích Quân không thể động đậy, Ngô Bình sử dụng lãnh vực, lúc này mới khống chế được cô ta. Anh lạnh nhạt nói, cô Lâm, cô làm quá mức rồi. Lâm Tích Quân bỗng nước mắt rơi như mưa, Tích Quân rất ngưỡng mộ anh Lý, muốn gả cho anh, hầu hạ anh. Hơn nữa, bố cũng đã dặn dò em, xin hãy cho Tích Quân một cơ hội đi. Em đã thức tỉnh tố nữ tiên thể thượng cổ rồi, nếu chúng ta trở thành vợ chồng, Tích Quân chắc chắn có thể giúp ích cho anh. Ngô Bình rất bất ngờ, cô là tố nữ tiên thể. Lâm Tích Quân gật đầu, đúng vậy, tôi đã thức tỉnh huyết mạch tố nữ, sở hữu tố nữ tiên thể, loại thể chất này rất có lợi cho người chồng. Ngô Bình thu lại lãnh vực, nói, cô Lâm, cô và tôi có thể làm bạn. Em không muốn làm bạn, em muốn làm người phụ nữ của anh Lý. Cô ta đưa thủy tinh và lọ màu vàng cho Ngô Bình, nói, đây là thiên huyết kinh và máu tổ tiên do huyết tổ để lại, anh Lý có thời gian thì có thể tu luyện thử. Ngô Bình nói, không công không nhận thưởng, những thứ này quá trân quý, tôi không thể nhận. Lâm Tích Quân nói, hôm nay anh Lý đã cứu cả nhà họ Lâm, sao có thể nói không công chứ? Ngô Bình chần chừ chốc lát, anh cũng có hứng thú với thiên huyết kinh, bèn nói, thôi vậy. Cầm lấy thủy tinh màu máu, anh phát hiện bên trong có ghi chép phương pháp tu luyện thiên huyết kinh. Thiên huyết kinh này chia thành, nguyên huyết, linh huyết, chân huyết, vương huyết, hoàng huyết, thánh huyết, tổ huyết, thiên huyết, tổng cộng 8 cấp bậc. Thật ra,
Trước đó Ngô Bình đã từng hấp thụ máu huyết của Thái Cổ Thần Vương khiến máu huyết anh tiến hóa thành hệ thống năng lượng, trong máu huyết cũng có năng lượng mạnh mẽ. Có được nền tăng này, anh cảm thấy bản thân tu luyện, trước mắt có lẽ cũng rất thuận lợi. Vì vậy, anh bắt đầu tu luyện nguyên huyết cảnh. Nguyên huyết còn gọi là máu nguồn, trong máu huyết có thể tồn trữ được năng lượng sinh mệnh. Có nguyên huyết rồi, dù thân thể anh mục nát, bị phá nát, chỉ cần có nguyên huyết rót vào là lập tức hồi phục sức sống. Thật ra, sức mạnh Thái Cổ Thần Vương đã làm được đến bước này, vì vậy Ngô Bình chỉ cần tu luyện thêm đôi chút, máu huyết trong cơ thể sẽ thành công chuyển hóa thành nguyên huyết. Lâm Tích thấy Ngô Bình chưa đến 10 phút mà quanh người đã có một hào quang đỏ, cô ta kinh ngạc hô lên, anh Lý tu luyện thành công cấp 1 rồi sao? Ngô Bình gật đầu, nhà họ Lâm các cô có người tu luyện qua chưa? Lâm Tích Quân cười khổ, người nhà họ Lâm có 90 người bị nổ chết ở giai đoạn nguyên huyết rồi. Ngô Bình tiếp tục tu luyện, vượt đến linh huyết. Linh huyết là chỉ năng lượng hóa triệt để máu huyết, biến thành một loại gọi là linh nguyên. Linh nguyên rất đặc biệt, nó vẫn có thể cung cấp dưỡng chất và không khí cho tế bào, đồng thời bản thân nó cũng là một loại năng lượng, có thể truyền khắp, bảo vệ và nuôi dưỡng thân thể. Bước này đối với Ngô Bình mà nói cũng không khó, anh dùng 2 tiếng đồng hồ đã hoàn thành, máu huyết trong người đã linh hóa toàn bộ, quá trình này rất thuận lợi. Sau đó, anh tu luyện chân huyết thì khá khó, cần phải tạo ra một vài pháp trận nền tảng trong mỗi tế bào máu huyết, tiến thêm một bước tăng mật độ năng lượng trong máu huyết, đồng thời khiến máu huyết có nhiều tác dụng hơn. Lúc trước anh tu luyện chú nguyên, phù nguyên, cũng thấm vào trong từng tế bào. Lúc này, anh lập tức sử dụng phù nguyên, trong mỗi tế bào đã hình thành phù trận nhỏ, đạt được yêu cầu của chân huyết. Anh đang lĩnh hội bí thuật trong chân huyết, bên ngoài đột nhiên vang lên âm thanh. Lâm Tích Quân vội lao vào nói, người của huyết Hà Tông đến gây sự rồi, lần này bọn họ mời cao thủ đến rồi. Ngô Bình nhíu mày, còn dám đến à, tôi đi xem thử. Ngoài cửa lớn nhà họ Lâm, một nhóm tu sĩ đang tấn công Sơn Môn, người đứng đầu có mấy trăm huyết ảnh vây quanh người, những huyết ảnh này hệt như ma quỷ, bắt giữ người nhà họ Lâm xung quanh. Hễ là người bị huyết ảnh bắt đi, thì máu huyết khắp người đều bị hút cạn, biến thành xác khô, chết ngay tại chỗ. Tà công, Ngô Bình nhíu mày, vung tay lên, một quyền ảnh lao về phía huyết ảnh. Quyền lực của anh rất đáng sợ, cả 10 huyết ảnh đều nổ tung. Người điều khiển huyết ảnh kia tức giận, lập tức khống chế mấy trăm huyết ảnh lao về phía anh. Ngô Bình cười lạnh, anh không tránh không né, đợi mấy trăm huyết ảnh lao lên người anh thì sức mạnh chân huyết trong người anh bỗng sôi sục, những huyết ảnh kia đều kêu la thảm thiết, thoáng chốc đã nổ tung, trái lại bị chân huyết của anh hấp thụ toàn bộ. Huyết Hà Tông lấy được chỉ là phần sót lại của Thiên Huyết Kinh, vì vậy Thiên Huyết Kinh không chính tông, một khi gặp phải Ngô Bình tu luyện Thiên Huyết Kinh chính tông, lập tức sẽ bị khắc chế. Người kia thốt lên, từng lỗ chân lông đều nổ tung, phun ra máu tươi, cả người cũng trở nên trắng nhợt như người chết. Nằm xuống. Ngô Bình đánh ra một quyền xuyên qua không gian, bụng người kia bị trúng một quyền này thì giống như con diều bị đứt dây mà bay lên. Những người còn lại đều kinh ngạc. Cứu lấy người kia rồi lần lượt bỏ chạy. Nhóm người Lâm Ngọc Đường vội đi ra tỏ ý cảm ơn. Ngô Bình nói, trải qua trận này, chắc hẳn người của huyết Hà Tông trong thời gian ngắn sẽ không dám làm gì nữa. Tông chủ Lâm, tôi còn có việc, xin cáo từ trước. Lâm Ngọc Đường vội nói, tông chủ Lý, không ở lại thêm vài ngày sao? Ngô Bình, để ngày khác lại đến thăm hỏi. Lâm Ngọc Đường lập tức nói với Lâm Tích Quân, con cứ rời đi cùng với tông chủ Lý, nhớ chăm sóc cậu ấy cẩn thận. Lâm Tích Quân, vâng, thưa bố. Ngô Bình vốn muốn từ chối, nhưng ngẫm nghĩ, cuối cùng cũng gật đầu, được, cảm tạ ý tốt của tông chủ Lâm. Hai người dùng độn quang, đi đến đảo Lý. Trên đảo Lý có không ít các công trình kiến trúc đang được thi công, có một nơi yên tĩnh nhất, chính là nơi ở của Ngô Bình. Lý Thanh Đế đã quay về, Ngô Bình vừa đến. Anh ta đã đến thăm hỏi trước. Tông chủ, sau khi Tổng đốc Giang Nam rời đi, mọi người đã thương lượng, bèn đưa thư liên minh cho Hoàng đế Long Quốc, hy vọng sẽ để tông chủ đảm nhiệm chức vụ Tổng đốc Giang Nam. Ngô Bình có chút bất ngờ, để tôi làm Tổng đốc. Lý Thanh Đế gật đầu, nhưng Hoàng đế Long Quốc không đồng ý, nói phải cử một Tổng đốc mới đến. Nhưng mà, bên kia lại truyền tin đến nói là quận thủ Giang Nam là do người Lý Thị ta đảm nhiệm. Ngô Bình, thái thú cũng không tệ. Thanh Đế, đến lúc đó anh và Ngạo Tiên mỗi người làm thái thú một phương.
Lý Thanh Đế cũng được. Phải rồi, tông chủ, xung quanh có vài đảo nhỏ cũng từng cử người đến điều tra đảo Lý, mấy người đó rất kiêu ngạo, trực tiếp dùng thần niệm bao phủ cả đảo. Bởi vì mấy ngày nay tôi không ở đây, Lý Ngạo Tiên liền duy trì phòng thủ, không xung đột với bọn họ. Ngô Bình, chúng ta không gây chuyện, nhưng cũng không sợ có chuyện. Nếu bọn họ dám đến nữa, tôi sẽ khiến bọn họ nếm đủ đau khổ. Lý Thanh Đế, hôm qua đã nói chuyện với bọn họ, nghe nói phạm vi thế lực Long Quốc đang nhanh chóng mở rộng xung quanh, có không ít tông môn đã bị tiêu diệt hoặc là tỏ ý thần phục với Long Quốc. Xem ra không bao lâu nữa, Côn Luân Đại Lục này ngoài ba thế lực lớn thì cũng sắp bị Long Quốc nắm trong tay thôi. Ngô Bình, chuyện này cũng không kỳ lạ, sau lưng Long Quốc là Đại Thiên Tiên. Xem ra, Tổng đốc tôi đây cũng phải hành động rồi, nếu không Hoàng đế Long Quốc sẽ cho rằng tôi không có năng lực mà cắt chức quan tôi mất. Mới nói vài câu, một bức màn sáng rơi xuống đảo Lý, Chu Chân Nhi xuất hiện rồi. Lúc này, Chu Chân Nhi trông rất chật vật, trên cánh tay cũng có vết thương. Ngô Bình khá bất ngờ, hỏi, cô Chu, cô sao vậy? Chu Chân Nhi thở dài, tông chủ muốn để em gả vào nhà họ Ngô, em không đồng ý, nên trốn ra ngoài. Ngô Bình, Ngô Thị sao? Chu Chân Nhi lắc đầu, không phải Ngô Môn, mà là một nhà ở Vân Kinh, nghe nói mới được truyền thừa mà lại đột nhiên xuất hiện một nhóm cao thủ. Bây giờ nhà họ đã trở thành vọng tộc có danh tiếng ở Vân Kinh rồi. Tông chỉ muốn có được truyền thừa của Ngô gia. Vì vậy hy vọng em có thể gả qua đó. Ngô Bình không quan tâm mấy nhưng vẫn thuận miệng hỏi, vậy gia chủ nhà kia tên gì? Chu Chân Nhi, hình như tên Ngô Chấn Tông, ông ấy có con trai tên Ngô Kháng Kháng. Ngô Bình ngây người, Ngô Chấn Tông, đó chẳng phải là nhà bố nuôi của bố sao? Có phải còn có một người tên Ngô Chấn Nghiệp không? Chu Chân Nhi gật đầu, đúng rồi. Ngô Bình thở dài, anh không hiểu nổi. Nhà này sao lại có được truyền thừa? Hơn nữa Ngô Chấn Tông là người có tuổi rồi, ông ta có thể tu luyện ra tới cấp độ nào chứ? Chu Chân Nhi, nghe tông chủ nói, nhà họ Ngô mở được một tiên phủ, bên trong có rất nhiều tiên đan. Tuy bất ngờ, nhưng Ngô Bình cũng không nghĩ gì thêm, mỗi người tự có cơ duyên, đương nhiên anh cũng sẽ không gây rối. Tuy nói hai nhà không qua lại, nhưng dù sao cũng là bố mẹ nuôi của bố. Cho người an ủi Chu Chân Nhi. Ngô Bình lại tu luyện trong viện, hiện tại thực lực của anh đã không còn yếu, nhưng tu vi vẫn còn khá thấp, anh buộc phải mau chóng ngưng kết nguyên anh, lao đến Long Môn, sau đó mở động thiên. Địa tiên có bốn cảnh giới, lần lượt là linh biến, thần hóa, động tàng, đoạt thiên. Trước mắt, anh đã sắp tiến đến một cảnh giới cuối cùng của linh biến. Linh biến, linh biến là chỉ về hiện thực hóa suy nghĩ, ví dụ anh mơ tưởng một thanh kiếm, vậy tinh thần lực của anh có thể tạo thành một thanh kiếm. Bản chất của linh biến, chính là đả thông giới hạn của vật chất và năng lượng, một tu sĩ chân chính muốn linh biến thì có rất nhiều cách, trong lòng nghĩ gì thì trước mặt sẽ có cái đó. Cảnh giới linh biến có thể nhẹ nhàng chế tạo ra bùa chú, pháp khí, thi triển được thần thông, uy lực phép thuật cũng rất lớn. So với trước đó, Ngô Bình đã là thần ma cửu biến, hóa thân hoàn hảo, lại tu luyện được chân huyết, vì vậy đối với anh mà nói, linh biến này thật ra cũng nhẹ nhàng hoàn thành thôi. Chỉ thoáng chốc, mỗi tế bào trong cơ thể anh đều tản ra, thân thể hóa thành vô số điểm sáng, mỗi một điểm sáng đều do vô số chú nguyên và phù nguyên cùng với kiếm nguyên hợp lại. Bên trong những điểm sáng này đã xảy ra thay đổi, sắp xếp kết hợp lại. Mà đây chính là linh biến chân chính, thân thể linh hóa, vật chất chuyển hóa thành năng lượng. Cho dù Ngô Bình tu luyện chú nguyên, phù nguyên hay là thiên huyết kinh, hoặc là thần ma cửu biến thì những thứ này ít nhiều cũng thúc đẩy cho linh biến. Đến nửa đêm, tất cả điểm sáng đều tụ lại, hợp nhất thành một với hóa thân, hóa thành một người đàn ông cao lớn. Người đàn ông này cao chừng 100 mét, quanh người tỏa ra thần quang chín sắc, giơ tay nhấc chân như có uy lực hủy thiên diệt địa vậy. Sau đó, thần quang chín sắc phóng thẳng lên trời, hóa thành một vùng tinh quang, bay vào tinh không mênh mông, thoáng chốc đã đi cả vạn dặm. Chớp mắt, Ngô Bình đã đến Uông Dương cách chừng 100 vạn dặm. Hơi thở anh mạnh mẽ, ảnh hưởng đến sinh linh xung quanh, những thần niệm hung ác đều khóa chặt người anh. Ngô Bình nhướng mày, anh đang ở trên không, vung tay nắm lấy, tay phải hóa thành một bàn tay khổng lồ rộng cả vạn mét, mạnh mẽ đánh vào biển sâu. Dưới biển sâu có một con cá voi khổng lồ, nó là bá chủ nơi đây, sức sống mạnh mẽ, ngay cả thiên tiên hạ tam cảnh cũng không phải đối thủ của nó. Nhưng Ngô Bình vừa ra tay,
trực tiếp đã vớt cá voi khổng lồ dài mấy nghìn mét này lên, cá voi giãy giụa trong tay anh, đáng tiếc nó không còn đường thoát rồi. Vừa rồi ngươi ra oai với ta đấy à, anh vừa nhìn chằm chằm vào cá voi răng kiếm vừa hỏi. Nhãn cầu của cá voi răng kiếm đảo loạn xạ, không ngờ nó nói được tiếng người, ban nãy tôi đã thất lễ, mong thượng nguyên thứ lỗi. Ngô Bình cười khẩy, ta nên nướng hay chưng ngươi để ăn nhỉ? Cá voi răng kiếm đáp, thịt của tôi dai lắm, không ngon đâu. Ngô Bình thả tay ra, hỏi nó, hình như gần đây có rất nhiều sinh linh mạnh. Cá voi răng kiếm nói, thật ra tôi làm việc ở Long Cung. Tuy ở hải vực này, thực lực của tôi cũng bình thường, nhưng các sinh linh khác thường không dám động đến tôi. Ngô Bình hứng thú hỏi, ồ, người còn làm việc ở Long Cung cơ à? Cá voi răng kiếm đáp phải, tôi dẫn dắt một tiểu đội tuần phòng ở Long Cung. Ngô Bình bảo, ta nghe nói Đông Hải Long Cung cực kỳ hùng mạnh. Người có hiểu biết nhiều về Long Cung không? Cá voi răng kiếm trả lời, Long Cung quả thật rất mạnh. Ngay cả thiên đạo môn lớn mạnh cũng sẽ không trực tiếp gây hấn với Long Cung. Anh vỗ nhẹ lên đầu cá voi răng kiếm rồi nói, để lại phương thức liên hệ, có khi sau này ta sẽ liên lạc với ngươi. Sau khi ném cho nó một lá bùa truyền âm, anh rời khỏi hải vực này, trở về đảo Lý. Vừa về đến nơi, anh đã cảm nhận được một thần niệm đang quét quanh hòn đảo này không chút e dè. Một người đàn ông trung niên đang bay lơ lửng trên bầu trời, cách đảo Lý trăm dặm về phía đông. Người này phát ra thần niệm, tựa như đang kiếm tìm gì đó. Bất thình lình, một thần niệm kinh khủng hơn từ trên trời giáng xuống. Người đàn ông thất thanh kêu lên, thất khiếu chảy máu, cơ thể cũng từ trên cao rơi xuống biển. Mất cả buổi, người này mới vùng vẫy thoát khỏi mặt nước, lại bay lên trời rồi quát to kẻ nào đánh lén. Ngô Bình xuất hiện ở gần đó, lãnh đạm nói, ông tưởng dùng thần niệm là có thể nhòm ngó nhà người khác sao? Người trung niên tức giận hỏi, cậu biết tôi là ai không? Chát! Ngô Bình vung tay tát, sau khi linh biến, chỉ cần một ý nghĩ của anh là có một bàn tay giáng xuống gương mặt đối phương. Cú tát khiến người trung niên gãy răng, đầu cũng lệch. Đối phương gào toáng lên, đáng chết. Đúng lúc này, Ngô Bình túm cổ người trung niên rồi bảo, nói đi, ông là người của đảo nào? Người trung niên cảm nhận được Ngô Bình sắp bóp chết mình, cuối cùng cũng sợ hãi nói, tôi đến từ đảo Thánh Uy. Là hậu duệ của Thánh Nhân. Hậu duệ Thánh Nhân, Ngô Bình quan sát đối phương, đoạn hỏi, đảo Thánh Uy của các ông rộng lớn ra sao? Người trung niên đáp, đảo Thánh Uy dài 8.000 dặm, rộng 5.000 dặm, cách đây 49.000 dặm. Ngô Bình hỏi tiếp, thế ở đảo Thánh Uy có thiên tiên không? Người trung niên bảo, thiên tiên đã là gì? Đảo chúng tôi có đại trận do Thánh Nhân để lại, ngay cả Đại La Kim Tiên cũng không phá được. Ngô Bình hỏi, ông tên gì? Đến đây dùng thần niệm dò la có mục đích gì? Người trung niên đáp, tôi tên Tuần Quy Niên, biết đảo này có rất nhiều người ở đây nên muốn đến thám thính xem có thể thu nạp nó dưới trướng nhà họ Tuần chúng tôi hay không, để tiến hành giáo hóa. Ngô Bình cười khẩy, muốn chiếm đảo Lý. Giỏi đấy. Anh chỉ vào giữa lông mày Tuần Quy Niên, khống chế tinh thần bằng khối lũy thuật, biến đối phương thành một con rối. Tuần Quy Niên không thể phản kháng, ánh mắt lập tức đờ đẫn, cúi người trước Ngô Bình, chủ nhân. Anh bảo, đưa tôi đến đảo Thánh Uy. Vâng. Tuần Quy Niên đi trước dẫn đường, cả hai di chuyển bằng độn quang, vài phút sau đã đáp xuống trước một hòn đảo cực lớn. Đảo dài 8.000 dặm, rộng 5.000 dặm, là hòn đảo lớn nhất trong hải vực này. Lúc sắp đến đảo, Tuần Quy Niên lấy ra một miếng ngọc bội. Ngọc bội phát sáng, cả hai dễ dàng băng qua cấm chế. Nếu không có ngọc bội này, người ta sẽ không thể vượt qua cấm chế để lên đảo. Bên ngoài cấm chế, hòn đảo trong mắt Ngô Bình là một khoảng mông lung, không nhìn thấy rõ. Sau khi băng qua cấm chế, mọi thứ mới được anh thu trọn vào mắt. Anh hỏi, dân số của đảo Thánh Uy là bao nhiêu? Tuần Quy Niên đáp, khoảng 500 triệu người. Ngô Bình bảo, cũng đông phết, người trên đảo này đều mang họ Tuần à. Tuần Quy Niên trả lời, chỉ có hơn 100.000 người họ Tuần, còn lại mang họ khác. Song đảo Thánh Uy này có 8 hậu duệ thánh nhân lớn nhất, 8 họ cùng nhau quản lý đảo Thánh Uy. Ngô Bình hỏi, tổ tiên của 8 họ này đều từng xuất hiện thánh nhân. Tuần Quy Niên đáp, đúng vậy, như họ Tuần chúng tôi từng xuất hiện một vị thánh nhân thượng cổ. Thánh nhân thượng cổ có thể sánh với sự tồn tại của Đại La Kim Tiên, năng lực khủng khiếp,
đi trên con đường riêng của mình. Ngô Bình hỏi tiếp, trong cơ thể các ông có chảy thánh huyết, không biết về sau có xuất hiện thánh nhân nào nữa không? Tuần Quy Niên lắc đầu, không, trong thánh điện rõ ràng có truyền thừa của thánh nhân, thế nhưng không ai lấy được truyền thừa của lão tổ tông. Ngô Bình lại hỏi, ông có biết vì sao năm xưa lại có nhiều thánh nhân thái cổ chết như vậy không? Tuần Quy Niên nói, hình như bùng nổ chiến tranh dẫn đến việc thánh nhân chết đi, cụ thể ra sao thì tôi cũng không rõ. Đảo Thánh Uy cực kỳ phồn thịnh, người dân trên đảo đều an cư lạc nghiệp. Lâu lắm rồi Ngô Bình không được nhìn thấy khung cảnh thế này. Anh bảo, xem ra nhà họ Tuần các ông đối đãi rất tốt với người dân. Tuần Quy Niên đáp, dẫu sao chúng tôi cũng là hậu duệ thánh nhân. Thánh nhân luôn mưu cầu hạnh phúc vì dân. Dù chúng tôi không đạt được cảnh giới như tổ tiên thì cũng tuyệt đối không hãm hại dân lành. Ngô Bình hỏi, nói vậy, trước đó mục đích ông đến đảo Lý không phải vì chiếm cứ mà là giáo hóa người dân địa phương. Tuần Quy Niên trả lời, nói không có tư lợi là giả, nhưng phần nhiều đúng là tôi muốn giáo hóa người đời. Giáo hóa mà ông nói là gì vậy? Tuần Quy Niên đáp, chúng tôi là hậu duệ thánh nhân, ý chí của thánh nhân là bất diệt, chúng mãi mãi in dấu trong vũ trụ. Vậy nên, khi nội tâm của chúng tôi có thể cộng hưởng với thánh nhân thì sẽ có thể mượn dùng sức mạnh của thánh nhân, từ đó phát ra thánh huấn, thánh tài, thánh ngôn, vân vân. Ngô Bình hỏi, chỉ có hậu duệ thánh nhân mới được sử dụng sức mạnh của thánh nhân sao? Tuần Quy Niên trả lời, không hẳn. Nếu một người nào đó có tư chất đủ tốt và giác ngộ được ý niệm của thánh nhân thì cũng có thể mượn sức mạnh của thánh nhân. Ngô Bình gật đầu, đoạn chỉ tay một cái, giải trừ khối lũy thuật của Tuần Quy Niên và trả tự do cho ông ấy. Cả người Tuần Quy Niên chấn động, sau đó ngạc nhiên nhìn Ngô Bình, sao cậu lại làm vậy? Tất nhiên ông ấy biết ban nãy đã bị Ngô Bình khống chế, nhưng không hiểu tại sao anh lại tha cho mình. Ngô Bình nhẹ nhàng đáp, hậu duệ thánh nhân các ông là người tốt. Người dân có thể sống tốt ở cõi yên vui này, cũng là một công đức. Tuần Quy Niên cúi người thật sâu trước Ngô Bình, cảm ơn cậu đã nương tay. Ngô Bình hỏi ông ấy, không cần cảm kích tôi. Tôi hỏi câu này nhé, người bên ngoài có thể đến đảo sinh sống không? Tuần Quy Niên đáp, chỉ cần có kỹ năng thì có thể trở thành dân cư của đảo Thánh Uy. Ngô Bình cười bảo, tôi là thầy luyện đan, có được không? Mắt Tuần Quy Niên sáng rỡ, cậu là thầy luyện đan. Thế thì quá tốt rồi, thầy luyện đan là nghề nghiệp vô cùng cao quý, được cả đảo tôn thờ. Ngô Bình nói, tôi hy vọng có thể đưa người nhà họ Lý chúng tôi đến đây, nhận phúc của thánh nhân. Tuần Quy Niên ngẫm nghĩ rồi bảo, nếu cậu cũng là hậu duệ thánh nhân thì có thể đưa người trong tộc đến đây sống. Ngô Bình cười nói, tổ tiên chúng tôi là Thái Thượng Lão Quân Lý Nhĩ. Ông ấy cũng từng là thầy của thánh nhân. Tuần Quy Niên gật đầu, dĩ nhiên là có. Tôi có thể dạy cậu, nếu cậu thành công liên hệ với sức mạnh lão quân, tám họ đều sẽ thừa nhận thân phận hậu duệ thánh nhân của cậu. Ngô Bình nói, vậy làm phiền ông nhé. Tuần Quy Niên mời Ngô Bình đến một căn nhà, đây là nơi sinh sống và tu hành của ông ấy. Tuần Quy Niên không có vợ con, nên nơi ở vô cùng yên tĩnh. Ông ấy truyền dạy cho Ngô Bình một cách liên lạc với thánh nhân, còn bảo không phải ai cũng có thể trao đổi với sức mạnh của thánh hiền. Lấy người bình thường làm ví dụ. Nếu có 100.000 người tu luyện theo cách của Tuần Quy Niên, thì cuối cùng chỉ có 1-2 người thành công liên hệ được sức mạnh của Thánh Hiền mà thôi. Tỷ lệ của tu sĩ thì cao hơn một chút, nhưng cũng chỉ là 1/1.000.000. Thế nên trao đổi với sức mạnh của Thánh Hiền là một chuyện rất khó. Sau đó anh đã làm theo cách mà Tuần Quy Niên chỉ dạy, giải phóng tâm linh và cảm hứng sức mạnh của các Thánh Hiền trong vũ trụ bao la. Không lâu sau, anh phát hiện cả nghìn ngôi sao lớn ở nơi thẳm sâu trong vũ trụ. Những ngôi sao lớn ấy ẩn chứa sức mạnh của Thánh Hiền. Các Thánh Hiền đều hóa thành sao trời ư. Anh ngẫm nghĩ, nếu là ngôi sao, vậy có thể thi triển thuật thâu tinh để cướp sức mạnh Thánh Hiền trong các ngôi sao không nhỉ? Một ngôi sao trong số đó sáng rực rỡ, khiến anh cảm nhận được khí tức quen thuộc. Anh biết đó là sức mạnh của tổ tiên Lý Nhĩ, bèn thi triển thuật thâu tinh. Ngay lập tức, một luồng tinh lực từ trên trời giáng xuống, anh đã được đắm mình trong ánh sao. Liên hệ được tinh lực nghĩa là giữa anh và sức mạnh của lão quân đã thành công bắc một chiếc cầu liên lạc. Từ nay trở đi, anh có thể mượn dùng sức mạnh của lão quân và thi triển thánh thuật. Tuần Quy Niên vô cùng kinh ngạc. Khi ông ấy nhìn thấy Ngô Bình được ánh sao bao bọc, lập tức chúc mừng anh, xem ra dòng máu thánh nhân của cậu vô cùng thuần khiết,
liên lạc với sức mạnh thánh nhân dễ dàng như thế, thật đáng mừng. Ngô Bình cười, bây giờ tôi có thể dẫn người nhà chuyển đến đảo Thánh Uy rồi chứ? Tuần Quy Niên gật đầu, tôi sẽ đưa cậu đi đăng ký, tám họ sẽ cùng đưa ra quyết định. Sau khi tám họ đồng ý, cậu sẽ là hậu duệ đại thánh thứ 9 của đảo. Ngô Bình hỏi, mất bao lâu vậy? Tuần Quy Niên đáp, nhanh thì 3 ngày, lâu thì nửa tháng. Thông qua một cái là tôi báo cho cậu ngay. Ngô Bình theo chân Tuần Quy Niên đến một phủ nha. Anh vào đó ghi tên và tình trạng của hậu duệ thánh nhân, cái này gọi là đăng ký. Làm xong, Tuần Quy Niên định mời anh đi tham quan. Nhưng Ngô Bình còn bận việc, nên để lại một lá bùa ngọc liên lạc rồi chào tạm biệt. Anh quay về đảo Hưng Long. Dưới sự quản lý của Đường Tử Di, Chu Thanh Nghiên, đảo Hưng Long đã khôi phục trật tự, cuộc sống của người dân về cơ bản đã đi vào quỹ đạo. Nhưng hiện tại vẫn còn rất nhiều việc phải làm, ví dụ như cung cấp điện, cung cấp vật tư sinh hoạt, vân vân. Huyền Bình, trên đảo phải xây vài nhà máy điện, nếu không người dân không thể sinh sống được, Đường Tử Di cất lời. Ngô Bình nói, nhà máy điện à, nhiệt điện gây ô nhiễm môi trường, hay chúng ta dùng điện gió đi? Đường Tử Di đáp, nhưng đảo không có nhiều gió, mà dùng sức gió để phát điện cũng không ổn định. Ngô Bình bảo, không sao, anh có thể tạo ra một pháp trận gió lớn, có thể duy trì việc tạo gió mạnh và phát điện ổn định. Đường Tử Di mỉm cười, may mà anh nghĩ ra được. Nhưng biết mua thiết bị phát điện ở đâu bây giờ? Ngô Bình nói, chuyện này cứ giao cho anh, còn vấn đề gì khác không? Chu Thanh Nghiên đáp củi, gạo, dầu và muối, đặc biệt là rau, đang vô cùng thiếu hụt. Giá cả hiện nay rất cao, phải được giải quyết càng sớm càng tốt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 76.